Chương 1080, ấp nở 2. Ấp nở 2, Đỗ Nịch An ngẩng đầu nhìn về phía ba người đang ẩn nấp trong bóng tối, nói: "Tới phiên các ngươi, ra đây giải đáp câu hỏi của ta, có lẽ còn có thể sống tiếp." Sắc mặt ba người trong bóng tối trở nên tái nhợt, bao gồm cả vị chúa tể kia, tất cả đều sững sờ, chỉ cảm thấy chân mình chưa bao giờ bủn rủn đến thế, tim cũng chưa bao giờ đập mãnh liệt đến thế. Bọn hắn cắn chặt răng, nín thở, muốn xoay người bỏ chạy ngay tức khắc nhưng nghĩ đến việc nữ tử đánh lén đầu tiên bị giết lý trí kiềm lại sự kích động của bọn hắn rồi chầm chậm bước ra khỏi bóng tối đỗ địch an thấy ba người thức thời cũng rất hài lòng hắn nói ta hỏi các ngươi trả lời hy vọng sống ở trong tay của các ngươi đừng để ta biết được các ngươi đang nói dối ba người khẽ run rẩy nơm nớp lo sợ lên tiếng đỗ địch an lặp lại vấn đề trước đó một lần nữa cả ba đưa mắt nhìn nhau vị chúa tể độ chừng 40 tuổi mở miệng chậm rãi cất lời, việc này bọn ta cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe nói bên tổng bộ có thần lực có thể ấp lượng lớn hồn trùng truyền kỳ, chỉ cần một con thần trùng truyền kỳ làm chứng thì có thể nở ra rất nhiều con, nhưng chi phí ấp rất cao, vì lẽ đó nên thu phí tương đối đắt. Ấp nở, Đỗ nịch An khẽ cao mày liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh, nhìn dáng vẻ này không giống đang nói dối, hồn trùng ký sinh còn có thể đẻ trứng sao. Có chuyện như này sao ta lại không biết, theo như ngươi nói, các ngươi chẳng phải có thể ấp số lượng lớn một loại hồn trùng truyền kỳ đồng thời chế tạo ra một lượng lớn hồn trùng truyền kỳ thần hóa. Sắc mặt chúa tể trắng bệch, cười khổ nói, đại, đại nhân, ta thật sự không có lừa ngươi, nhưng việc ấp lượng lớn hồn trùng chế tạo thần hóa hồn kỳ thần trùng là không khả thi. Đại nhân có điều không biết, những hồn trùng truyền kỳ được ấp nở này không có cách nào tiến hành thần hóa, còn nghe nói để lại rất nhiều di chứng, hồn trùng truyền kỳ đời thứ hai dựa vào những thứ này ấp ra, không có cách nào trở thành người hành tẩu vực sâu, đạt đến trình độ của ta có thể coi là cực hạn rồi. Không cách nào thần hóa, đỗ địch an nhướng mày, trong lòng càng thêm ngờ vực, hắn hỏi thêm vài câu nữa, vị chúa tể vẻ mặt đầy khổ sở, không thể nói ra được nguyên do, hai vị nội hoang cấp cao thủ kế bên cũng bày ra vẻ mặt khẩn trương, trong ánh mắt không che giấu nổi sự sợ hãi. Đỗ địch an đánh giá bọn họ có vẻ không nói dối, nghĩ một hồi rồi để ba người dẫn đường, hắn muốn tự mình quan sát bên trong thần điện này một chút, thuận tiện để ba người họ lấy ra hồn trùng truyền kỳ, hắn muốn đích thân kiểm chứng. Ba người không dám từ chối, nghe theo phân phó của Đỗ Địch An vội vàng xử lý những thi thể trên mặt đất, dẫn đường cho Đỗ Địch An, dọc đường gặp một số thị vệ đang đi tuần cũng chủ động ra mặt quát lui. Dưới sự dẫn đường của ba người, Đỗ Địch An thuận lợi đến các phòng nghiên cứu của thần điện, phòng kế hoạch trọng điểm, còn có kho bảo quản hồn trùng ký sinh. Đại nhân, người cần loại hồn trùng nào như nào? Chúa Tể cẩn thận nói, tạm thời không cần vội, ta dạo xem trước đã. Đỗ Địch An không vội xem hồn trùng, mà trước tiên ở trong các phòng nghiên cứu tìm kiếm, một số văn kiện tuyệt mật bị khóa bên trong dương mật mã đặc biệt cũng bị hắn bạo lực phá vỡ, lấy ra lật xem. Xem càng nhiều, Đỗ Địch An càng cảm thấy hoảng sợ. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng bị mây đen che phủ. Sau 9 giờ là giờ giới nghiêm, lượng người đi lại trên đường phố ở Vương Thành cũng thưa thất dần. Dù là những tử lâu có số lượng khách hàng ra vào tấp nập hay những quán nhỏ ven đường cũng đều đã nghỉ bán, kéo rèm cửa sổ và đóng chặt cửa lại. Bóng đêm bao phủ khắp mọi nơi trong thành, trong phòng nghiên cứu phía sau thần điện, ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu hắt lên gò má của Đỗ Địch An. Ánh sáng của ngọn đèn chập chờn, hắt lên lúc sáng lúc tối soi lên từng biểu cảm của hắn. Ba người hầu bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ căng thẳng, thậm chí họ không đưa mắt nhìn lung tung, càng không dám gây nên bất cứ tiếng động nào. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất âm thanh lật sách của Đỗ Địch An. Dưới chân Đỗ Địch An bày la liệt các loại sách, chúng đều là những tài liệu tuyệt mật, trong đó có những bức phát họa hiện người khác phải kinh sợ. Phân tách, ấp nở, nghiên cứu hoang thần, trong ánh mắt Đỗ Địch An lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ định thăm dò bí mật của hồn trùng ký sinh, không ngờ vật này còn có liên quan tới hoang thần, Càng bất ngờ hơn nữa là bên trong tường lớn này này lại đang tiến hành những thí nghiệm mà chỉ nghe thôi cũng khiến cho người khác sởn cả tóc gáy. Những số liệu của cuộc thí nghiệm đã xác thực những suy đoán của hắn. Cái được gọi là thần điện chính là viện nghiên cứu ma vật trong Silvia. Chỉ là ở đây nó được khoác lên mình chữ thần để làm tăng sắc thái thần bí, nhưng thật ra bản chất thì không đổi. Nhưng mà, nơi này nghiên cứu và tiến hành các thí nghiệm với ma vật còn vượt xa so với sự đáng sợ viện nghiên cứu ma vật trong Silvia không ngờ ở đây lại dùng hoang thần chấn giữ tòa tường lớn này làm vật thí nghiệm. chương 1081, Đồng Hóa và Thần Hóa Đồng Hóa và Thần Hóa, tuy rằng Đỗ Địch An chưa đi qua thần quốc, nhưng thông qua sự so sánh với Sylvia cũng có thể biết, hoang thần không thể xâm phạm. Nơi đây là viện nghiên cứu ma vật, vậy rõ ràng là đã làm trái quy tắc rồi. Đoán chừng những thí nghiệm này ngay cả thần quốc cũng không biết, thậm chí còn bị thần quốc cấm chỉ. Nếu không thì, chẳng lý nào viện nghiên cứu ma vật của Sovio lại không tiến hành thí nghiệm với hoang thần kỳ bí, phải biết rằng nó là vật thí nghiệm ẩn chứa rất nhiều bí mật có giá trị. Gió thổi nhẹ nhẹ làm những đám mây đen trôi bồng bềnh, ánh trăng lộ ra chiếu sáng một khoảng trời của vương thành đang chìm trong tĩnh lặng. Ngón tay Đỗ Địch An lật trang sách sang một trang mới. Đông tử hắn hơi động đậy, hắn từ từ sâu chuỗi những suy đoán trong lòng lại, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, làm trái với quy tắc, lấy hoang thần làm vật để nghiên cứu, chế tạo lượng lớn người thác hoang, thậm chí là chúa tể, lợi dụng thần điện để xây dựng tín ngưỡng, lợi dụng cuộc đấu tranh của quý tộc trong tường để khống chế quý tộc, người quản lý viện nghiên cứu ma vật. Muốn rời khỏi thần quốc sao? Phản bội, âm thầm đào tạo ra cường giả, mưu toàn nắm giữ sức mạnh của thần. Trong những tài liệu mật này nhiều nhiều lần đề cập tới thần lực hắn có thể cảm nhận được dã tâm dâng trào và dục vọng của kẻ đứng sau màn. Lời của Fesia vẫn vang vẳng bên tai hắn, bảy đại vương giả là những người mạnh nhất, gần với danh giới của thần nhất nhưng dù cho là bảy đại vương giả cũng không thể nào sánh ngang với vị thần toàn trí toàn năng mà một khi nắm giữ được thần lực có thể một bước lên trời lướt qua vực sâu vương giả trực tiếp trở thành thần trên đời này thật sự có thần sao không có gì phải hoài nghi trong nhận thức của đỗ địch an trên đời không có thần vì thế trong mắt hắn người đứng sau thần điện này chắc chắn là một kẻ điên tòa tường thần hắn chưa xem qua bản đồ toàn cảnh rõ ràng hiện lên trước mặt hắn trong một đêm nay tất cả chúng đều ẩn chứa mùi máu tanh trong đêm tối. Nếu ví tường thần là một người con gái tuyệt sắc thì Đỗ Địch An còn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong lớp y phục của mỹ nhân. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã nhìn thấy cả xương cốt, mạch máu cùng với nội tạng u tối dưới làn da của nàng. Hồn trùng ký sinh huyền bí được tách ra, sử dụng máu thịt của hoang thần để nuôi, sau đó trở thành một hồn trùng ký sinh mới. Nó kế thừa năng lực trước đó, nhưng không nuốt chừng những con hồn trùng ký sinh đồng loại, nhưng có thể khiến người ta đạt đến cảnh giới cao nhất tất cả những nghi ngờ trong lòng đã có lời giải đáp đồng thời còn khiến hắn phải nhìn sylvia với con mắt khác dựa vào những tài liệu tuyệt mật này thần hóa mà hắn biết không phải chỉ đơn thuần là thần hóa mà là đồng hóa sau khi nuốt một số lượng lớn hồn trùng thì sẽ hoàn toàn đồng hóa đồng hóa được hết sức mạnh của hồn trùng thì năng lực của bản thân sẽ được tăng cao đồng thời sẽ kích thích sức mạnh tiềm tàng và thu được nguồn năng lực mới Hoàn thành giai đoạn ma ngân đồng hóa là bước đầu để trở thành chúa tể. Long mẫu của Sylvia, đám người dực vương đều bị kẹt ở bước này. Nhưng mà theo định nghĩa thần hóa của những tài liệu tuyệt mật này, lại là những hồn trùng bọn họ bán ra. Những hồn trùng này được tách ra từ trên cơ thể ban đầu. Trải qua được nuôi dưỡng bằng máu thịt của hoang thần, trứng sẽ có sức mạnh lớn hơn và có nhiều tiềm lực hơn. Điều này cho phép những người đã mua hồn trùng không cần phải mua đi mua lại những hồn trùng đồng loại để nuốt mà có thể đột phá đến chúa tể cảnh nhưng điều này cũng không phải yếu tố quyết định. Trong tài liệu tuyệt mật ghi chép, thí nghiệm hồn trùng thần hóa vẫn chưa được thuần thục, có vài hồn trùng chỉ là bán thần hóa, vẫn nhưng cần nuốt đồng loại hồn trùng để tiến hành đồng hóa, như vậy mới có thể vượt qua được cảnh giới của chú tể. Theo tài liệu tuyệt mật ghi chép kết quả của các cuộc thí nghiệm, thí nghiệm phân tách hồn trùng cực kỳ phức tạp, xác suất thất bại rất cao. Nhưng mặc dù như thế, một con hồn trùng ký sinh có thể phân tách ra thành hơn trăm hồn trùng khác. Mà những hồn trùng được tách ra vốn không có năng lực của ma ngân, chúng dường như chỉ là những con dối thậm chí chúng chỉ là một đống thịt không có ý thức nhưng sau khi được nuôi dưỡng bằng máu thịt hoang thần những con hồn trùng bị phân tách ra đã có thể sống sót được chỉ là tuy những hồn trùng sống sót được có vẻ bề ngoài và thời điểm bày ra năng lực ma ngân trông rất giống ký sinh hồn trùng ban đầu đồng thời nó cũng cung cấp năng lượng cho người khác trở thành chúa tể nhưng chúng không thể nào dung hợp cực băng trùng nói cách khác dùng những hồn trùng thần hóa được tạo ra bởi thí nghiệm này cùng lắm là đạt đến chúa tể mà không thể nào bước vào hàng ngũ vực sâu. Dựa vào kết quả của cuộc thí nghiệm chứng minh Hoang Thần và Cực Băng trùng tương khắc, chúng rất khó có thể dung hợp với nhau, đây cũng chính là nguyên nhân khiến thí nghiệm rơi vào bế tắc. Chương 1082, đồng hóa và thần hóa 2. Đồng hóa và thần hóa 2, nhưng thông qua những thí nghiệm được tiến hành gần đấy, Đỗ Địch An thấy thần điện này dường như đang cố hết sức để hóa giải sự bế tắc này. Muốn tìm ra biện pháp để Hoang Thần và Cực Băng trùng có thể dung hợp lại với nhau nhưng xem ra đến giờ vẫn chưa tìm được phương hướng. Đỗ Địch An biết, một khi họ tìm ra được biện pháp thì nó sẽ mang lại kết quả gì? Kết quả sẽ là tòa thần điện này sẽ có năng lực đủ lớn để chế tạo ra vực sâu. Nếu như có đủ vực sâu, dù cho là chỉ là tỷ lệ một trên vạn, thì cũng có thể từ đó xuất hiện ra vương giả, thậm chí là thần. Đây mới chính là dã tâm của tòa thần điện này. Bộp, Đỗ Địch An khép tư liệu trong tay lại, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở ra, hắn thầm thở dài trong lòng rồi nhẹ nhàng nói, đúng là khoa học kỹ thuật sẽ làm thay đổi cuộc sống. Hắn nhếch miệng cười, người nghèo dựa vào biến dị, kẻ giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Câu nói thực sự này đúng là không sai, nếu như cuộc thí nghiệm này thành công, tòa thần điện này sẽ bước lên đỉnh cao của thần quốc. Mặc dù hiện nay tòa thần điện này chưa thể chế tạo ra được vực sâu với số lượng lớn, nhưng chỉ một trung vị vực sâu cũng có thể san bằng nơi đây. Một khi cuộc thí nghiệm có đột phá, thì đó sẽ chính là lúc cá chép hóa rồng, dù chủ nhân của vực sâu cũng phải cúi đầu xưng thần. Ba người nghe được Đỗ Địch An cảm thán thì đưa mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt. Một tên chúa tể nhỏ giọng hỏi hắn, đại nhân, người muốn phân phó gì sao? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến ba người lông tơ toàn dựng đứng lên. Đỗ Địch An nhanh chóng rời tầm mắt rồi lại lâm vào trầm tư, hắn nói, nói cho ta vị trí tổng bộ và lực lượng phòng thủ của tòa thần điện ấy. Tuy rằng hắn đã lấy được rất nhiều thông tin từ tòa thần điện này nhưng những tài liệu tuyệt mật vẫn còn có nhiều đoạn bị rời rạc, chưa liền mạch. Đặc biệt là những nghiên cứu có liên quan tới hoang thần khiến hắn cảm thấy khá hứng thú. Thông qua những thí nghiệm về hồn trùng thần hóa, hắn nghĩ tới những biến hóa trong cơ thể mình. Trong cơ thể hắn cũng có máu thịt của hoang thần tuy rằng không phải dùng những máy móc trong tòa thần điện đưa vào trong cơ thể, nhưng nó sống sờ sờ như vậy, hơn nữa hình như không giống với cánh tay phải, cũng may nó và cực băng trùng không nổi lên xung đột với nhau nhưng hắn không biết tình trạng của mình như vậy có thể được coi là một dạng khác của thần hóa không. Nếu như phải, ma ngân của hắn nên hẳn là thuộc về cả đồng hóa và thần hóa, đúng không? Nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của máu thịt hoang thần, hắn thà chẳng có sức mạnh thần hóa còn hơn, hắn vẫn muốn loại bỏ nó, tiêu diệt nó ra khỏi thân thể mình. Nghe lời Đỗ Địch An nói, cơ thể của ba người bỗng cứng đờ, trên mặt túa ra mồ hôi lạnh. Nói ra vị trí tổng bộ và lực lượng phòng thủ, Vậy là chuẩn bị tấn công tổng bộ sao? Nếu như Đỗ Địch An muốn lẻn vào tổng bộ, vì phòng ngừa bọn họ mật báo há có thể để cho bọn họ sống. Chuyện này, chuyện này, chúa tể lộ ra vẻ lúng túng, nhưng trong cơ thể đang âm thầm huy động lực lượng để chuẩn bị cá chết lưới rách. Đỗ Địch An liếc nhìn ba người bọn hắn một chút rồi nói, sao? Các ngươi lo rằng sau khi hỏi xong ta sẽ giết người diệt khẩu sao? Không sai, ta đúng là có ý định này, nhưng giờ ta nghĩ lại rồi. Hả? Ba người họ đang trong trạng thái căng thẳng tột độ bóng buông lỏng cảnh giác, mờ mịt nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giơ một ngón tay lên, ta sẽ giết hai người và giữ lại một người. Tuy rằng việc này sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm ta cho nhưng người ta muốn giữ lại phải hiểu rằng, nếu mật báo cho tổng bộ sẽ có kết cục như nào. Hơn nữa nơi đây xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà ngươi vẫn còn sống, ngươi mật báo về tổng bộ, tổng bộ chưa hẳn đã tin người. Vì vậy, ta muốn giữ lại một kẻ thông minh, thức thời. Bây giờ ta sẽ xem ai là người trả lời nhanh nhất thì ta sẽ giữ lại mạng của kẻ đó. Nghe lời Đỗ Địch An nói xong ba người hơi ngây ra. Trong ba người, cô gái có vẻ trông ngoài hơn 30 tuổi, tóc dài có phản ứng nhanh nhất. Nàng ta vội vàng nói ta biết vị trí của Tổng bộ ở khu Hago phía tây ngoài ô Vương Thành. Hai người khác cũng phản ứng lại, vội vàng nói ta cũng biết. Nếu Đỗ Địch An cho bọn họ thêm một chút thời gian. Bọn họ còn muốn bàn với nhau là tất cả đều ngậm miệng không nói để có thể giữ được mạng hoặc là đàm phán để ba người cùng được sống. Thế nhưng Đỗ Địch An không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ, hơn nữa cô gái tóc dài đã mở miệng ra nói trước nên bọn họ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc muốn Đỗ Địch An lựa chọn mình. Những gì được phơi bày lúc này không phải là nhân tính, nhân tính không rẻ rúng như vậy. Biểu hiện của bọn họ chỉ đơn giản là dục vọng được tiếp tục sống của bất cứ sinh vật nào. Người luôn cùng canh giữ thần điện với mình lúc này trở thành kẻ giành giật cơ hội sống sót duy nhất, thậm chí trở thành kẻ thù của nhau. chương 1083, Đồng Hóa và Thần Hóa 3 Đồng Hóa và Thần Hóa 3 Đại nhân chọn ta đi, ta mạnh hơn bọn họ, ta biết nhiều hơn bọn họ, ta đã từng đến tổng bộ, mà không chỉ có một lần. Bọn họ mới chỉ đi đến đó hai, ba lần, chắc chắn không thể so được với ta. Chúa Tể Trung Niên khoảng 40 tuổi vội vàng nói nghe vậy trong tâm trí của hai người bỗng lạnh đi trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra vẻ không cam chịu cùng oán độc cô gái tóc dài cắn răng nói đại nhân là ta nói trước ta là người nói đầu tiên tuy chúng ta không đến đó nhiều bằng hắn nhưng ta đã đi nhiều nơi trong tổng bộ hơn hơn nữa tổng bộ không cho phép đi lại tùy tiện hắn sẽ không quen đường như bọn ta hơn nữa ở tổng bộ ta có quen một vị bộ trưởng ta ta cũng quen bộ trưởng mà ta còn biết được nhiều vị hơn ta biết nhiều hơn so với bọn họ, ta còn biết kết cấu dưới lòng đất của tổng bộ. Nghe hai người nói xong, gã chúa tể trung niên lộ ra vẻ giận dữ. Hắn vừa định mở miệng ra nói thì Đỗ Địch An nói tiếp. Đỗ Địch An giơ tay ngắt lời hắn, chỉ vào cô gái tóc dài nói, người nói trước đi, ta xem ai nói ra được nhiều thông tin hữu ích nhất thì sẽ giữ lại mạng của kẻ đó. Cô gái tóc dài thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng thao thao bất tuyệt nói ra những thông tin mà mình có. Khoảng 10 phút sau, Đỗ địch an nghe xong ba người trần thuật thì hỏi, không ai còn muốn bổ sung nữa sao? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ba người trước mắt, ý tứ rất rõ ràng. Cả ba người nhất thời toàn thân cứng ngắc, hơi há mồm, bọn họ đã không còn lời nào để nói. Đỗ địch an thấy thế, thở dài nói, vậy các người an tâm lên đường thôi. Ba người trợn tròn hai mắt, gã chúa tể trung niên giận dữ nói, không phải ngươi nói. Phụt, một bóng đen lướt qua, một cái đầu rơi xuống. Cô gái tóc dài và một chúa tể trung niên khác lộ rõ vẻ sợ hãi. Bọn họ xoay người định chạy nhưng hai lưỡi sắc bén sau lung của Đỗ Địch An bắn ra, trong nháy mắt hai lưỡi đao xuyên qua ngực bọn họ khiến ba thi thể đổ gục xuống đất ngay lập tức. Thật là ngây thơ, nơi này không có người ngoài, cho dù ta ta đổi ý thì ai có thể biết được. Đỗ Địch An nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bước qua xác của ba người. Chỉ vì một lời hứa mà chấp nhận mạo hiểm, với hắn mà nói hiển nhiên đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Lời hứa vốn chỉ là một lời lời nói dối, mà giá trị của lời nói dối vốn là tạo ra lợi ích cho mình chứ không phải mang đến nguy hiểm, đây chính là cách mà hắn hiểu. Chỉ có lời hứa với với một người hắn sẽ tuân thủ, mãi mãi ghi nhớ. Sau khi rời khỏi thần điện, Đỗ Địch An nhìn vào màn đêm. Vừa mới đến hừng đông, còn 4, 5 tiếng nữa thì sẽ sáng, khoảng thời gian này đã đủ cho hắn đi thăm dò tổng bộ thần điện rồi. Lại nói, chuyện thần điện hẳn ba cơ có biết, thậm chí là cá mè một lứa, che giấu cho nhau. Tòa thần điện đem cho đến tường thần rất nhiều người thắc hoang, thậm chí còn sinh ra hai vị vực sâu là Holani và Monica. Chắc hẳn gia tộc sau lưng bọn họ biết bí mật của hồn trùng thần hóa, vì vậy bọn họ không ăn hồn trùng thần hóa, mà ngay từ đầu đã ăn hồn trùng hoàn chỉnh. Bóng đỗ địch an lướt nhanh trên đường phố, bay về phía tổng bộ thần điện. Còn về chuyện việc ở phân bộ thần điện sẽ bị bại lộ lúc nào và mất bao lâu sẽ chuyển đến tổng bộ, hắn chẳng thèm suy nghĩ tới. Tuy rằng tòa thần điện này cho khiến hắn rất bất ngờ, nhưng theo như những thông tin trong tài liệu tuyệt mật cho thấy thần điện chưa đủ năng lực để chế tạo vực sâu, cho dù không xác định được át chủ bài thì nó có thể là một hoặc hai vực sâu mà thôi. Nếu như chỉ có một vị thì hắn không cần lưu tâm. Nếu như là hai vị thì cũng chỉ vướng tay chân hơn một chút thôi. Huống hồ hắn cảm thấy chắn hẳn sẽ không có hai vị, dù sao ba cơ dám rời khỏi tường thần, phần lớn cũng phòng bị thần điện sẽ tạo phản rồi. Vèo, hắn lướt nhanh như chớp đi trên đường. Đội tuần tra trên phố trong vương thành đối với Đỗ Địch An mà nói cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Liên kết lại thông tin tình báo của ba người, Đỗ Địch An rất nhanh đã tìm thấy tổng bộ thần điện ở phía tây ngoại ô. Hắn lẻn vào dọc theo rào chắn, mặc dù biết sự phân bố của lực lượng phòng thủ ở đây, nhưng với bản lĩnh lẻn vào của ta, lẻn vào nơi này vẫn là có hơi phiền toái. Đỗ Địch An lén lén lút lút đi qua hoa viên, tránh những tạm bẫy được thiết lập trong hoa viên và trạm gác ngầm, trong lòng thầm khẩn cầu không bị phát hiện. Cầu nguyện vẫn mất đi hiệu lực, lúc đỗ địch an lẻn vào bên cạnh phòng thí nghiệm thứ ba của tổng bộ, xung quanh hắn xuất hiện mười mấy bóng người vây quanh hắn, đều là cao thủ cấp thác hoang, trong góc tối còn có hai chúa tể nguồn nhiệt rồi rào lạnh lùng quan sát. Ngươi là ai? Một trong đó lạnh lùng quát, đỗ địch an thở dài trong lòng, ngẩng đầu nói, ông nội ngươi. Bên cạnh vương cung ở trung tâm vương thành nơi bây sống, ngay bên cạnh là một sinh thự của đại công tước, Monica dựa vào chiếc giường lớn màu hồng rộng 3m6 của mình, thân hình mảnh mai trông vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu. Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu cam, tay là tập thơ của nhà thơ Will Linh, đây là nhà thơ nàng yêu thích nhất, những bài thơ lãng mạn và ngôn từ tao nhã, khiến nàng yêu thích vô cùng, thậm chí là say đắm, mỗi đêm trước khi ngủ đều xem mấy bài. Trường 1084 đã trở lại. Đã trở lại, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện phiền lòng, đến bây giờ đã 3 giờ sáng, nàng vẫn không hề buồn ngủ, vì vậy lật xem thơ, tâm trạng buồn bực dần dần trở lại yên tĩnh, rất nhanh đã vứt bỏ suy nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý thưởng thức câu chuyện tình yêu hồn nhiên mà chân thật trong thơ. Nhưng, mới đọc thơ được một nửa, tiếng bước chân ngắn ngủi lại vội vã lên lầu, dù vẫn chưa gõ cửa, nhưng đã kéo nàng từ trong yên tĩnh tươi đẹp trở về thực tại, nàng thở dài, cau mày, đặt tập thơ lên tủ đầu giường, lặng lẽ đợi cửa mở. Cộc cộc, mời vào, cửa mở ra, quản gia thoạt nhìn hơn 70 tuổi, tóc hoa dâm, mặc áo đuôi tôm, rũ mắt cúi đầu, chậm rãi bước một bước vào trong phòng, cúi người về phía giường nói tiểu thư, có việc gấp cần bẩm báo với ngươi. Chú Lan, mời nói. Monica nhẹ giọng nói, nàng biết, nếu không phải việc gấp, vào lúc này, quản gia, chú Lan, đã sớm ngủ, cơ bản sẽ không đến đây tìm mình. Vừa mới nhận được ám báo, bên tổng bộ thần điện gửi yêu cầu cấp cứu, có người xâm nhập, hy vọng tiểu thư phái người đến tiếp viện. Quản gia thấp giọng nói, Monica khẽ giật mình, nàng còn cho rằng là chuyện của Hoàng Cung, không ngờ lại là thần điện luôn luôn kín tiếng xảy ra chuyện, hơn nữa lại là tổng bộ thần điện. Đột nhiên, đáy lòng nàng hiện lên một bóng đen dữ tợn, mi mắt khẽ giật, nàng nói có người xâm nhập thần điện. Binh lực của bọn họ không kém, mấy năm này thần điện tích lũy không ít tử sĩ, chúa tể cũng có 10 đến 20 người, chẳng lẽ người xâm nhập là vực sâu. Hẳn là như vậy, quản gia gật đầu, đồng thời liếc mắt nhìn Monica, trên gương mặt làm tròn bổn phận lộ ra vài phần quan tâm, tiểu thư, chẳng lẽ là người ngoài tường thành mà lần trước ngươi từng nhắc đến. Có thể, Ánh mắt Monica hơi hơi lay động, suy tư một chút mới nói: "Phái người báo cho thần điện, ta sẽ lập tức đưa người đến tiếp viện, bảo bọn họ kiên trì chống đỡ. Ngoài ra, kế hoạch phòng vệ lúc trước ta nói với ngươi, lập tức khởi động, thực lực của người này không hề tầm thường, cho dù có Baker và Holani, ba người chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đã có thể thắng chắc được hắn." Trước kia nàng còn hơi xem thường Đỗ Địch An, nhưng biểu hiện của Đỗ Địch An lúc trải qua phục kích cực hàn băng long, suy nghĩ ban đầu của nàng sớm đã bị phá vỡ, hơn nữa nàng biết Đỗ Địch An không chỉ có một mình, hắn còn nắm trong tay một thi vương cấp vực sâu. Quản gia nghe xong lời của Monica, lập tức hiểu ý của nàng, phái người trả lời xem như an ủi thần điện mà thôi, Monica từ bỏ thần điện rồi. Rốt cuộc ngươi vẫn trở lại, con rồng già kia lại không thể giết được ngươi. Ánh mắt Monica nặng nề, bàn tay nắm chặt, trong chăn ấm áp truyền đến một cơn ớn lạnh. Bầu trời tờ mờ sáng, trong một khách sạn nhỏ ở vương thành, trong một căn phòng đơn Helisa đeo khăn che mặt màu tím ngồi ngay ngắn trên giường, tư thế chưa từng thay đổi. Đỗ Địch An cởi chiếc áo khoác dính đầy máu ra, ném vào góc phòng, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở cửa, bên ngoài là một cô bé 14-15 tuổi, còn vẻ ngái ngủ, ngáp dài, bưng một chậu nước ấm, có chút không vui nói, quý khách, nước ấm mà ngươi muốn. Cảm ơn, Đỗ Địch An tiện tay ném hai đồng bạc vào tay nàng, lúc cô gái còn ngây người, cửa đã đóng lại, Đỗ Địch An bưng nước ấm đi vào phòng, Dùng xà phòng trà sát hai tay, rửa rất cẩn thận. Sau đó rửa mặt và tóc một lần, sau khi rửa xong, nước cũng trở nên vẩn đục, màu đỏ sẫm, nếu đưa tay lần tìm, còn có một chút mảnh vụn thịt ở trong nước. Helisa ngồi trên giường khẽ chuyển đầu, nhìn về phía cái chậu đỗ Địch An rửa tay. Đói bụng à, Đỗ Địch An nhìn thấy phản ứng của nàng, mới nhớ ra sau khi vào vương thành vẫn chưa dẫn nàng đi ăn, trong lòng lập tức cảm thấy hổ thẹn, lại đi ra ngoài, nhìn thấy cô gái nhỏ còn đứng ở cửa không đi không khỏi kinh ngạc. Cô gái thấy Đỗ Địch An mở cửa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bước lên nói, ngươi còn gì muốn dặn dò sao? Làm sao ngươi biết ta có chuyện muốn tìm ngươi? Đỗ Địch An rất có hứng thú, cô gái cười hì hì, chỉ vào khe cửa bên dưới, ta thấy bên trong ngươi để đèn sáng, nghĩ có thể người còn có chuyện gì muốn làm, nên đợi ở đây một lát. Thái độ của nàng hoàn toàn khác với lúc trước, tiện tay thưởng hai đồng bạc khiến nàng biết Đỗ Địch An là kẻ có tiền, nếu còn có thể giúp Đỗ Địch An làm chút chuyện gì đó, có thể lại có thưởng. Đỗ Địch An có chút bùi ngùi, ai nói người ở cấp thấp nhất đều là ngu dân. Bọn họ chưa hẳn ngu ngốc, chỉ là dân mà thôi. Chuẩn bị cho ta 20 phần bít tết, ngoài ra lấy chậu nước này đổ đi, đổ xuống mương hôi thối sau bếp, sau đó lại dùng chậu nước này, làm cho ta một chậu nước ấm. Đỗ Địch An dặn dò, cô gái trợn mắt há miệng, 20 phần bít tết. Đây là khẩu vị kiểu gì? Nàng một lần nữa bị chấn động bởi sự giàu có của Đỗ Địch An, rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng luôn miệng đồng ý, nhận lấy chậu nước trong tay Đỗ Địch An rồi rời đi. Đỗ Địch An cũng đóng cửa trở về phòng, cũng không lo cô gái nhỏ này nhìn thấy máu trong chậu, lúc này sắc trời hơi hừng sáng, vì tiết kiệm, khách sạn tắt tất cả đèn dầu trong hành lang, bên trong ánh sáng mờ mịt, hoàn toàn không nhìn rõ màu sắc của nước. Trường 1085 đã trở lại hai Đã trở lại hai Rất nhanh, bít tết và nước ấm đã được chuyển đến. Đỗ Địch An không để cho cô gái nhỏ vào cửa, nhận đồ về phòng, tiện tay lại ném cho nàng hai đồng bạc, xem như lời khen cho sự thông minh. Đỗ Địch An đút bít tết cho Helisa, thậm chí đút đến 10 phần, thấy bụng nàng căng lên, dạ dày cũng đầy, thì dừng lại, bưng 10 phần còn lại tự mình ăn, chiến đấu liên tục suốt một đêm, thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều cũng cần được bổ sung kịp thời. Không ngờ, việc nghiên cứu về hoang thần của nơi này đã tiến hành thâm sâu như vậy, còn lấy được các thiết bị thí nghiệm cao cấp như kính hiển vi từ trong di tích còn để lại từ thời xưa chẳng trách khiến chủ nhân của thần điện sinh ra tham vọng như vậy nhìn thấy nhiều tâm lại càng khó thỏa mãn đỗ địch an lẩm bẩm một mình nói đến đây không khỏi nghĩ đến bản thân nếu nói đến người khó thỏa mãn nhất hẳn phải là chính mình dù sao đã từng nhìn thấy sự phồn hoa của thời đại trước kia thậm chí cả tinh không rực rỡ bây giờ lại nhà nhỏ tường lớn kéo dài hơi tàn dù sao cũng khó có thể chịu nổi nhưng hắn biết nếu lúc trước không vào tù có lẽ hắn sẽ dần làm quen giống như con ếch ngâm trong nước nóng cuộc sống luôn bất ngờ rẽ vào lối nhỏ mà chưa kịp chuẩn bị cũng rất khó trở lại con đường chính đỗ địch an khẽ thở dài lại dùng nước ấm trong chậu rửa sạch cơ thể một lần nữa lúc ngón tay xoa lên da thịt trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh trong tổng bộ thần điện lúc hành tung bị bại lộ đã định trước kết cục thu hoạch ở tổng bộ thần điện lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều lúc nhìn thấy thiết bị thí nghiệm cao cấp của thời đại cũ đã phủ bụi trong trí nhớ Lúc ấy hắn rất kích động, có những thiết bị thí nghiệm này, hắn có thể nghiên cứu cấu trúc tế bào của Helisa, đây là bước đầu tiên để thực sự hiểu nàng. Nhưng sau khi đọc một số tư liệu tuyệt mật của tổng bộ thần điện, hắn lại thất vọng, thậm chí hắn có chút căm giận chủ nhân của thần điện này, tham vọng quá lớn, đối phương không chỉ nghiên cứu hoang thần mà cũng không bỏ qua xác sống. Chủ nhân thần điện sử dụng dụng cụ thí nghiệm để nghiên cứu virus xác sống cùng với cấu tạo của xác sống, thí nghiệm cực kỳ chi tiết chắc hẳn có nguồn tư liệu thí nghiệm quý giá về di thể hoang thần, cũng bắt một lượng sát sống lớn, ngay cả thi vương, thần điện cũng có thể dễ dàng tạo ra, chỉ là không có cách khống chế mà thôi. Cho dù giới tính khác nhau, tuổi tác khác nhau, độ hoàn chỉnh của cơ thể khác nhau, rất nhiều loại sát sống và thi vương đều trở thành đối tượng nghiên cứu của thần điện, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Đỗ Địch An thất vọng. Hắn biết, dù mình tự tay làm thì cũng không cách nào làm tốt hơn được. Những thiết bị thí nghiệm này chỉ có thể phân tích sâu vào cấu trúc của xác chết và virus, mà kết quả phân tích thì thần điện đã hoàn thành thay đỗ Địch An. Theo ghi chép thí nghiệm của thần điện, virus là một bệnh khuẩn có tính xâm lược rất mạnh, có khả năng lây nhiễm của bệnh khuẩn cúm, lại không giống bất kỳ loại virus cúm nào, đối tượng nó có thể xâm nhập không chỉ là con người, tất cả các sinh vật sống, về cơ bản đều sẽ đầu hàng trước mặt virus, mọi thứ đề cập đến ở đây, bao gồm động vật trên cạn, sinh vật dưới nước, thậm chí cả ký sinh trùng cực nhỏ thông qua nghiên cứu virus thần điện suy đoán một số hồn trùng ký sinh trong ma vật đặc biệt được gọi là ma vật tứ danh rất có thể là do virus gây ra mà những ma vật có hồn trùng ký sinh này là do virus lây nhiễm ma vật mà thành những ma vật này tương đương với xác sống trong đám ma vật có điều kết luận này cũng không hoàn toàn vững chắc bởi có một điểm mà thần điện không thể giải thích đó là những ma vật tứ danh này không hề mất lý trí không hề sợ hãi thấy máu phát điên như xác sống hơn nữa hoàn toàn trái ngược trí thông minh của rất nhiều ma vật tứ danh cao hơn ma vật thông thường nhiều vô cùng danh mẽn mà theo quan sát thí nghiệm của thần điện một khi bị nhiễm virus tế bào sẽ nhanh chóng biến dị giãn nở phân chia cường hóa lúc có gen mới tiến vào sẽ lại giãn nở phân chia đây là lý do tại sao xác sống lại phát điên khi nhìn thấy máu lý do là chúng có thể không ngừng dị biến tăng trưởng bằng cách ăn thịt đối với chúng mà nói chỉ cần có tế bào mới xâm nhập vào cơ thể có thể phân chia và cường hóa các tế bào này tăng cường sức mạnh bản thân, thậm chí trong quá trình phân chia, một số tế bào sẽ kết hợp với cơ thể, do đó khiến một số sát sống xuất hiện các hình dạng khác nhau trong quá trình đột biến tiến hóa. Có con là sát sống lưỡi hái, có con là sát sống có cơ thể cực kỳ khổng lồ, cũng có con là sát sống với bộ lông dài dầm như khỉ. Về lý do của điểm này, thần điện cũng không có kết luận, nhưng sau khi nhìn thấy thì Đỗ Địch An đã có suy đoán, rất có thể tác dụng của virus đối với tế bào không đơn giản chỉ là phân chia và cường hóa mà là tái tổ hợp mã gen sâu hơn, thay đổi mà ngay cả hắn cũng không hiểu, mà những thay đổi này khiến tế bào có gen gốc xuất hiện trùng lập, vì vậy có thể thúc đẩy xác sống biến dị, thay đổi hình dạng. Chương 1086, hướng đi của ngươi ngược rồi. Hướng đi của ngươi ngược rồi. Đồng thời, Đỗ Địch An nghĩ đến một thí nghiệm được tiến hành bởi một nhà nghiên cứu mất trí từng xuất hiện trong lịch sử của viện nghiên cứu ma vật nào đó ở Sylvia, sử dụng con người và ma vật cùng với giã thú là ba loại thức ăn gia súc để nuôi xác sống, nhờ đó phát hiện lúc ăn thịt con người, hình dáng của xác sống thay đổi chậm nhất, nhưng tốc độ tăng cường sức mạnh nhanh nhất, mà lúc ăn ma vật, tốc độ tăng cường sức mạnh tương đối, đồng thời hình dạng nhanh chóng xảy ra thay đổi. Mà ăn dã thú, để so sánh mà nói thì có hiệu quả yếu nhất. Kết hợp với thí nghiệm này, hiểu biết của Đỗ Địch An về xác sống đã sâu sắc hơn nhiều, nhưng đây vẫn không phải là thứ hắn muốn, thứ hắn muốn xem là làm thế nào để loại bỏ virus, làm thế nào để gen khôi phục như cũ. Khiến Lisa lấy lại ý ức trước đây, thậm chí, hắn cũng không biết, phần ký ức trước kia có còn ở trong đầu nàng hay không, hắn không dám suy nghĩ sâu xa, giống như không muốn chạm vào thứ mà mình sợ hãi nhất. Điều khiến Đỗ Địch An cảm thấy thoáng dễ chịu hơn là, không phải tất cả các thiết bị thí nghiệm cao cấp trong thần điện đều có thể sử dụng được, có không ít đã sớm bị hư hại, không biết là lúc đào lên đã hỏng, hay là sau này lúc thí nghiệm mới bị phá hỏng, ngoài ra còn có một số thiết bị thí nghiệm, lại bởi vì thiết điện năng khởi động mà bị xem là hư hỏng hắn chỉ có đem những thứ này về sylvia hắn mới có khả năng sửa lại dù sao nơi này không có điện hơn nữa trong siêu chip liên quan đến việc chế tạo các thiết bị thí nghiệm này hắn không thể ghi nhớ tất cả còn phải căn cứ theo kiến thức trên siêu chip làm mới được mà siêu chip đang ở sylvia bị hắn cất giấu ở một nơi bí mật mà chỉ mình hắn biết hắn cũng không có ý định mang những thiết bị thí nghiệm này về sylvia Thứ nhất là những thiết bị này nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hắn hiểu được cấu tạo của xác sống và cấu tạo của virus, mà không thể giải quyết tận gốc tình trạng của Helisa, như vậy giống như cho một đôi mắt nhìn rõ hơn, có thể thấy vết thương ở đâu, nhưng dao giải phẫu gờ để khâu vết thương và thuốc chữa bệnh lại không thể dựa vào những thiết bị này mà chế tạo ra. Vì vậy hắn thà không xem, hắn không muốn nhìn thấy chuyện khiến hắn thêm tuyệt vọng, không muốn nhìn thấy hy vọng cuối cùng tan biến, lại càng không muốn mang theo tuyệt vọng đi tìm một giải pháp mà bản thân không tin tưởng. Rốt cuộc, cho dù bây giờ có trong tay tất cả thiết bị công nghệ cao của thời đại cũ, hắn cũng không có hy vọng khôi phục được Helisa. Chuyện này liên quan đến trình độ, dù là y học và sinh vật học trình độ cao nhất của thời đại cũ, cũng không thể làm được. Chỉ có khoa học kỹ thuật một lần nữa đột phá, ví dụ như công nghệ trong phi thuyền phá giải cực băng trùng ký sinh trong hồ băng, có thể có hy vọng. Dù sao đó cũng là công nghệ ngoài hành tinh, có thể vừa tầm xa tới trái đất, ít nhất chứng minh được một số khía cạnh nào đó tiên tiến hơn trái đất mà công nghệ của những phi thuyền ngoài hành tinh cầu thậm chí là công nghệ sau khi phá giải hắn tin chắc chắn tồn tại trong thần quốc nhất là sau khi biết được từ chỗ fesia rằng bảy đại vương giả trong thần quốc cùng với chủ vực sâu có tồn tại hắn càng tin chắc nơi có nhiều cường giả tụ tập như vậy làm sao có thể không vớt ra mấy phi thuyền ngoài hành tinh từ trong vực sâu nói không chừng từ mấy trăm năm trước thần quốc cũng đã bắt đầu tiến hành những nghiên cứu này rồi mà hắn đi thần quốc một khi có cơ hội tiếp xúc với những thứ này chẳng khác nào hưởng thành quả của người đi trước, hiệu quả hơn làm một mình rất nhiều. Ngoại trừ virus, nghiên cứu về hoang thần của thần điện cũng mang cho Đỗ Địch An thu hoạch không nhỏ. Phân tử hoang thần ẩn chứa năng lượng dồi dào, có thể khiến người sắp chết khỏi bệnh trong thời gian ngắn, còn có thể tác động lên thực vật, khiến thực vật héo úa tàn lụi. Không trọn vẹn cũng có thể sống lại, sinh trưởng khỏe mạnh. Nếu thêm một lượng nhỏ vào cơ thể con người, có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, ví dụ, Thần điện thí nghiệm trên một cụ già hấp hối dầu hết đèn tắt, không bao lâu, cụ già này đã từ trên giường bước xuống đi bộ trên đường, hơn nữa còn có thể thực hiện bài huấn luyện binh lính đơn giản, sức khỏe còn tốt hơn người tuổi trung niên thông thường, hơn nữa sống thêm 20 năm mới lại lần nữa suy yếu lão hóa. Có điều sau khi tiêm phân tử hoang thần một lần nữa, cụ già lại lần nữa đứng dậy, chỉ là không quá 2 năm lại suy yếu, hiệu quả kém xa lần đầu, dù như vậy, đây cũng xem như kỳ tích y học. Không nghi ngờ gì Phân tử Hoang Thần sử dụng trong y học sẽ thay đổi toàn bộ thế giới loài người với mức độ cực đại, mà nó cũng sẽ trở thành vật yêu thích của giới quý tộc và nhà giàu. Đây là giá trị sinh lời của phân tử Hoang Thần, mà đối với một cường giả như Đỗ Địch An mà nói, phân tử Hoang Thần còn có giá trị hơn thành tựu mang đến về mặt y học. Thông qua nghiên cứu, thần điện phát hiện phân tử Hoang Thần có thể kích thích ma ngân, kích phát ra ma ngân tiềm lực càng nhiều, có xác suất sinh ra năng lực mới. Trong tình huống bình thường, lúc ma ngân tiến hóa biến chất trên cơ thể người, mới có thể tăng cường thêm một bước, kết hợp với cơ thể người thêm một bước, kèm thêm năng lực càng nhiều, nhưng trong tình huống phân tử hoang thần không thay đổi trên cơ thể, khiến cho ma ngân xuất hiện hiệu quả sau khi tiến hóa, chuyện này đối với kẻ đi săn bất kỳ giai đoạn nào mà nói, đều là bảo vật vô giá. Chương 1087, hướng đi của ngươi ngược rồi hai. Hướng đi của ngươi ngược rồi hai, mà cách làm này cũng được gọi là thần giác, thần giác tuy quý giá hiếm có, nhưng rủi ro khá cao, đối với thực nghiệm này thần điện đã thí nghiệm ra trường hợp thành công, nhưng trường hợp thất bại càng nhiều, 50 năm trước, xác suất thành công không quá 20%, bây giờ đã hoàn thiện rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có xác suất thành công là 70%, nhìn như cơ hội lớn, nhưng nếu dùng mạng sống để đặt cược, cho dù xác suất thành công là 90%, cũng sẽ khiến người khác sợ hãi. Ngoại trừ tác dụng, thần giác ra, còn có thể thêm trên máy săn ma, để chiến sĩ sinh ra ma ngân sau khi kích phát ma thân phân tử hoang thần trong máy săn ma sẽ cường hóa ma thân thí nghiệm này có xác suất thành công khá cao hơn nữa rủi ro không nhiều nếu thất bại thì thay thế máy săn ma là được nhưng đối với phần lớn chiến sĩ tài chính eo hẹp mà nói cũng là một loại mạo hiểm mà cách làm này được gọi là thần hóa ma khí thần hóa ma khí cũng sẽ không hạn chế sự phát triển của chiến sĩ không xung đột với cực băng trùng đây cũng là con đường được hầu hết các chiến sĩ có lai lịch lựa chọn lúc đầu đỗ địch an cảm thấy tình huống của mình hẳn là thuộc loại trước nhưng sau khi tỉ mỉ đối chiếu thí nghiệm lại phát hiện cũng không phải chỉ là chọn dùng một lượng cực nhỏ phân tử hoang thần để hoàn thành phân tử hoang thần rút ra từ hoang thần kích cỡ bằng móng tay trên người đã đủ để hoàn thành thí nghiệm trên trăm chiến sĩ mà máu thịt hoang thần trong cơ thể đỗ địch an còn lớn hơn hàng trăm móng tay trồng lên nhau hơn nữa cung không cũng không phải là tiêm truyền dịch vào cơ thể mà là trực tiếp nuốt xuống dạ dày hai cách khác nhau như trời với đất tình huống của hắn không phải là trường hợp cá biệt thần điện đầy tham vọng cũng từng tiến hành thí nghiệm trực tiếp uống máu thịt hoang thần, hơn nữa đối tượng thí nghiệm còn có cả các loại sinh vật khác nhau như ma vật, giã thú. Một số bị nổ tung cơ thể mà chết sau khi uống máu thịt hoang thần không lâu, một số toàn thân dị hóa, biến thành quái vật, một số tuy cơ thể không thay đổi, nhưng thức tỉnh trí lực siêu cao, thậm chí suýt vượt mục bỏ trốn. Đủ loại tình huống, nhưng không có tình huống giống Đỗ Địch An, vừa không thể thức tỉnh trí lực siêu cao, cũng không dị hóa cơ thể, thậm chí hắn còn nghi ngờ, có phải mình có phải thuộc loại thức tỉnh trí lực cực cao hay không, nhưng bởi vì trí lực của mình vốn đã rất cao, cho nên không có hiệu quả gì. Rất nhanh hắn đã bác bỏ ý tưởng tự kỷ này, hắn tự cảm thấy mình thông minh hơn người bình thường một chút, nhưng so sánh với trí giả chân chính, lại kém xa vạn dặm. Thứ hắn hiểu là nhân tính, thứ trí giả hiểu là vũ trụ huyền bí. Vô số nhà khoa học vĩ đại được sinh ra trong lịch sử, tùy ý lấy ra một người cũng có thể lập tức đập chết trí lực của hắn. Nói đến đây, Hắn không thể không cảm ơn cánh tay phải của mình, cánh tay phải lúc trước bị đóng băng do sai sót đã khống chế máu thịt hoang thần, mới giúp hắn giữ được một mạng, trước kia hắn không biết phần máu thịt hoang thần kia chui vào não sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi xem bản ghi chép thí nghiệm của thần điện mới biết, rất có thể giống như trên ghi chép thí nghiệm, thức tỉnh trí lực siêu cao, chẳng qua cùng với nói là thức tỉnh, chẳng bằng nói là tư duy nguyên bản bị nuốt chừng, giống như con người. Quái vật và dã thú có thức tỉnh trí lực cực cao trong thí nghiệm này tất cả đều biểu hiện ra sự thay đổi tư duy hoàn toàn chưa từng có trước đây được đánh thức trong trò chơi, không có ngoại lệ, cho thấy một sự thay đổi tư duy chưa từng xảy ra trước đây, dùng một câu được đề cập trong bản ghi chép thí nghiệm mà nói, giống như hoàn toàn thay đổi bộ não. Đúng vậy, có lẽ thực sự là thay đổi bộ não. Điều này càng khiến Đỗ Địch An thêm cảnh giác máu thịt hoang thần trong cơ thể, tuy rằng bây giờ nó đã yên tĩnh, nhưng hẳn cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thứ này. Rất có thể là chứa tư duy, từ vài lần tấn công trước đó của nó, có thể nhìn ra một chút. Một miếng thịt trên người hoang thần đều chứa đựng tư duy tự chủ, nếu đây là sự thật 100% mà không chỉ là suy đoán, vậy thì hoang thần này là thứ gì chứ? Đỗ địch An nghĩ đến khuôn mặt hoàn mỹ, cùng với cơ thể ghê tởm của hoang thần kia, trong lòng thầm thở dài, thứ này có lẽ là thứ kinh khủng nhất trái đất, nhưng loài người sống sót vất vả may mắn tiếp tục sống sót sau thảm họa, lại sống chung với thứ như vậy, thậm chí nhận sự che chở của các nàng, ngẫm lại không rét mà run. Sắc trời hoàn toàn sáng. Đỗ Địch An để lại bộ quần áo dính máu đã thay ra trong phòng, lại thay một bộ quần áo vải bông mới, đưa Helisa ra khỏi khách sạn, thanh toán tiền phòng, sau đó ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa, lập tức ra khỏi Vương Thành. Xe ngựa chạy không ngừng, tiếng nói chuyện với nhau của người tụ tập ven đường tại các cửa hàng, quán rượu ven đường truyền đến. Đỗ Địch An nhanh chóng nghe thấy một số lời bàn tán về thần điện từ đó. Chuyện tối hôm qua mình đã đột nhập vào một phần điện, lại tàn sát một nửa tổng bộ, dường như đã truyền ra. Chương 1088, hướng đi của ngươi ngược rồi ba. Hướng đi của ngươi ngược rồi ba. Địa vị của thần điện trong tường thành là cao nhất, có thể so sánh với vương quyền, trong một đêm xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thể che giấu được. Lúc này thần điện đã bị tổn thương nặng, có lẽ cũng không có thời gian rảnh quản lý chuyện tin tức lan truyền, khiến người người qua đường cũng biết, hầu hết các cuộc trò chuyện đều nói về chuyện thần điện, nhưng dân chúng dù sao cũng chỉ là dân chúng, chỉ nói về việc bị tấn công, nhưng không biết thương vong cụ thể hiển nhiên hiện trường vẫn thực hiện một ít phong tỏa đỗ địch an đoán monica đã biết những chuyện hắn nên làm đã làm xong tiếp tục ở lại cũng vô nghĩa bị nàng biết được cũng không sao về phần thiết bị thí nghiệm trong thần điện anh cảm thấy tương lại mình sớm muộn gì cũng có cơ hội quay lại lấy có thể ở trong thần quốc hắn sẽ có được những thiết bị hoàn thiện hơn không chừng nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tiếp xúc đến phạm vi trung tâm của thần quốc xe chạy ra khỏi vương thành đỗ địch an tiện tay đưa cho người đánh xe một sấp toàn ngân phiếu mệnh giá thấp nhất kéo helisa quay người rời đi không đi bao lâu lúc hắn chuẩn bị đi vào khu vực dã thú vùng ngoại thành thường lui tới rồi lại tăng tốc đi về phía trước phía sau đột nhiên có tiếng vó ngựa quay đầu nhìn lại lại là người đánh xe kia lái xe ngựa đuổi theo đỗ địch an hơi kinh ngạc sau khi xe ngựa lao đến trước mặt ngăn cản hắn hắn dừng lại người đánh xe ngồi trên xe ngựa trên mặt tươi cười nói với đỗ địch an tiên sinh người còn muốn đi nữa sao Ta ở đây đón ngươi." Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến cô gái canh giữ ở ngoài cửa phòng mình, lắc đầu nói, "Không cần, ngươi về đi." Ngươi đánh xe ồ một tiếng, có hơi thất vọng, lại nói tiếp, "Tiên sinh, ngươi còn muốn đi về phía trước sao? Nơi đó có hơi nguy hiểm, ta quen đường, nếu không thì ta đưa ngươi đi." "Không phải ngươi chỉ đưa đến ngoài cửa thành sao?" Ngươi nói đùa, lúc trước ta sợ làm bẩn móng ngựa và bánh xe. Tiên sinh hào phóng như thế, ta đưa ngươi thêm một đoạn đường cũng là chuyện nên làm." Đỗ địch an lắc đầu, không cần, người đi đi. Sắc mặt người đánh xe khẽ thay đổi, sau đó thở dài, nói, vậy được rồi, nếu tiên sinh nhất định phải ngoan cố như vậy, cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, bàn tay vẫn giấu một bên sườn bất ngờ vung ra, trong tay lại cầm một con dao găm ngắn. Đỗ địch an cũng thở dài, lúc đầu hắn còn tưởng rằng người đánh xe cũng giống như cô gái kia, muốn định bở kiếm thêm mấy đồng, nhưng sau đó mới nhận thấy đối phương không chỉ tham lam, mà còn nhẫn tâm, hắn dường như bỗng nhiên mất đi tất cả hứng thú, ánh mắt rời khỏi người đánh xe, thậm chí giống như không nhìn thấy con dao găm mà hắn vung tới, dẫn Helisa xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hí, con ngựa rít lên, đột nhiên giơ chân lên, như thể đang sợ hãi. Đỗ địch an đưa Helisa đi càng lúc càng xa, mà chiếc xe ngược phía sau, người đánh xe mềm hoạt dựa vào thùng xe, đầu lăn trên đúng quần của chính mình, máu tươi ảo ào, ào trào ra từ cổ, chỉ còn lại con ngựa không ngừng gào giống, chân đạp loạn. Người đánh xe để ý nơi này gần cổng thành, nhiều người qua lại rất dễ xảy ra tai nạn, nhưng Đỗ Địch An cũng không quan tâm. Sau khi đến vùng hoang dã, Đỗ Địch An và Heliza nhanh chóng di chuyển về phía trước, không bao lâu sau, đã đến một khu rừng ở một vùng hẻo lánh. Lá cây trong rừng tươi tốt, nên độ ẩm trong rừng khá nhiều, ánh mặt trời thưa thớt, rắn độc thú giữ chiếm giữ trong rừng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy một con rắn độc có hoa văn rực rỡ bỏ trên cây, uốn lượn cơ thể. Đỗ Địch An đi đến một nơi có địa hình tương đối trống trải, nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới đất lên, tùy tiện bắn ra ngoài, tiếng vù vù và tiếng lá cây bị đục lỗ vang lên, lần lượt có những con rắn độc từ trên cây và trong bụi cỏ, cùng với chiếm giữ trong vỏ cây rơi xuống dưới, co giật yếu ớt, ngoài ra còn có một dã thú lông đen không biết tên dài nửa mét rơi xuống bụi cỏ. Dọn dẹp hết dã thú trùng độc xung quanh, Đỗ Địch An tìm một tảng đá ngồi xuống, từ trong túi lấy ra cực băng trùng đào ra từ não của cực hàn băng long. Có giải thích của Fesnia, lại kết hợp với sự chứng thực của tư liệu ở thần điện, Đỗ Địch An đã biết làm sao để hấp thu cực băng trùng. Đáng tiếc, lúc trước không trộm con trùng quấn quanh trên cổ Fesnia kia. Đỗ Địch An thở dài, có chút tiếc nuối, nếu không phải lúc đó tình huống cấp bách, hắn đã trộm cực băng trùng kia, tập hợp đủ hai con, bây giờ có thể tiến hóa đến trung vị vực sâu trong một lần. Chênh lệch giữa trung vị vực sâu và hạ vị vực sâu không khác gì chênh lệch giữa vực sâu và chúa tể, điều này hắn có thể nhìn ra được từ việc Fesnia không có thể thấy qua việc Fesnia nhập ma thân vẫn có thể đuổi theo. Sau khi lấy cực băng trùng ra, Đỗ Địch An bắt đầu hấp thu theo trình tự. Đến giữa trưa, nhiệt độ trong rừng cây tăng lên một chút, Đỗ Địch An đi một vòng trong rừng rậm, bóng dáng nhảy nhót giữa những tán cây lớn, giống như một bóng ma, tiếng gió thổi qua thổi qua. Lá qua lại, chương 1089, hướng đi của ngươi ngược rồi bốn. Hướng đi của ngươi ngược rồi bốn. Một lúc sau, Đỗ Địch An bỏ lại trong túi, trong mắt có chút nghi hoặc, sau khi hấp thụ cực băng trùng này hắn cảm thấy thể chất chỉ tăng lên chưa đến một phần năm, hiệu quả thấp hơn hắn mong đợi quá nhiều, hắn vốn cho rằng ít nhất sức mạnh sẽ tăng gấp đôi, nếu có hai cực băng trùng sẽ gấp bốn lần, cùng với tranh lệch giữa hạ vị vực sâu và trung vị vực sâu trong lòng hắn, nhưng bây giờ chỉ chưa đến một phần năm, chẳng lẽ nhất định phải hấp thu hai con, mới có thể tạo ra thay đổi. Đỗ Địch An không nghĩ ra đáp án, ở trong rừng rậm đợi đến buổi tối, hắn lại thử luyện một lần nữa, kết quả vẫn như cũ, chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị sau khi gặp Fesnia hỏi một chút rồi tính. Thời gian giao hẹn đến rất nhanh, ba ngày sau, Đỗ Địch An đúng hẹn đi đến địa điểm hẹn bên ngoài Vương Thành, nhưng không phát hiện bóng dáng Fesnia, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là đối phương lại nuốt lời. Trong nỗi nghi ngờ, đợi không bao lâu, bóng dáng Fesnia đã nhẹ nhàng đi đến, mặc một bộ trang phục dịu dàng sạch sẽ, váy màu xanh nhạt, có chút tươi mát, mỉm cười với Đỗ Địch An, xin lỗi, xin lỗi, đến muộn. Không sao, Phụ nữ có quyền đến muộn, ngươi thật đúng là thân sĩ, đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Được rồi, ngươi là một chiến sĩ. Đỗ Địch An dắt Helisa xoay người đi tới trước, vừa đi vừa hỏi Feslia về chuyện ở Vương Thành mấy ngày nay. Mấy ngày nay chơi rất vui, không ngờ trong tường thần hẻo lánh này lại có nhiều thứ thú vị đến vậy. Nhân tiện, ta còn đem một món quà cho ngươi. Feslia đưa hộp quà trong tay cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhận lấy mở ra xem, đó là một con gấu nhỏ lông xù. Hơn nữa còn đeo nơ bướm, lại còn là màu hồng, miệng hắn giật giật, trả lại hộp quà ta không dùng được. Cái này cũng không phải để dùng, Fesli lại thích thú nói. Đỗ Địch An lập tức cạn lời, chợt nhận ra đối phương cũng không có kiểu ăn mặc thuộc nữ như vậy, trong ánh mắt kỳ quái của hắn, Feslia à che miệng cười nói, "Ngươi không cần có thể tặng cho bạn gái của ngươi, không chừng nàng thích thì sao?" Đỗ Địch An hơi nhướng mày nói, "Món quà mà nàng thích, để ta chọn là đủ rồi, cái này ngươi giữ lại tự mình chơi thì hơn." Dù sao hành trình hoang dã cũng cô đơn, lấy cái này làm bạn cũng không tệ lắm. Fesnia nhún vai, thấy Đỗ Địch An không cần thì nhận lấy. Đi không bao lâu, Đỗ Địch An hỏi nàng về chuyện hấp thụ cực băng trùng, hắn kể phương pháp và hiệu quả của việc hấp thụ qua một lần. Fesnia đã sớm chú ý trong túi của Đỗ Địch An có một con cực băng trùng, cũng không có gì kỳ quái, chỉ là nghe về hiệu quả mà Đỗ Địch An kể thì có hơi giật mình, không đúng, thông thường mà nói, sức mạnh hẳn là tăng gấp đôi mới đúng ngươi chỉ là hạ vị vực sâu mà thôi cũng không phải trung vị vực sâu đợi đã chẳng lẽ ngươi nói đến đây nàng đột nhiên kinh ngạc nhìn đỗ địch an đỗ địch an nghe thấy lời nàng nói sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại suy nghĩ của hắn vô cùng nhạy bén đột nhiên kinh ngạc hắn nghĩ yêu cầu để trung vị vực sâu trở thành thượng vị vực sâu là năm con cực băng trùng chẳng lẽ mình không biết lúc nào đã là trung vị vực sâu nhưng rõ ràng mình chỉ dùng một con cực băng trùng rất nhanh hắn nghĩ đến máu thịt hoang thần lập tức nhíu mày. Fesnia liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, nói, một chung vị vực sâu như ngươi có hiệu quả này cũng là bình thường, ta đã bảo với sức mạnh của ngươi, sao có thể là hạ vị vực sâu, lúc trước còn gạt ta, bây giờ lộ tẩy rồi. Trong lòng Đỗ Địch An cạn lời, nhưng cũng không giải thích, ngược lại vui mừng bê trước đây mình không nói quá nhiều về chuyện của bản thân với nàng, nếu để nàng biết mình chỉ dùng một con cực băng trùng đã có sức mạnh như vậy, không dám đảm bảo nàng sẽ không nghĩ nhiều. Đỗ Địch An không nói cho thêm về chuyện này với nàng nữa, tiếp tục quay lại chuyện dạo chơi Vương Thành lúc trước. Sau khi đi lên trên tường lớn, Đỗ Địch An xác định phương hướng thông qua mặt trời, tiếp tục đi tới. Xuống khỏi tường lớn, Fesia đi theo Đỗ Địch An bảy tám dặm, có chút nghi ngờ nhìn Đỗ Địch An, nói, người đến vùng lân cận có việc à. Đỗ Địch An sững sờ nói, không có việc gì cả. Fesia cũng sửng sốt, lập tức chừng to hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi không biết vị trí của thần quốc đúng không? Đỗ địch an thấy vẻ mặt như vậy của nàng, cũng nhận ra, chuột dạ nói ta đi sai à. Fesnia giờ khóc giờ cười, không phải đi sai, hướng đi của ngươi hoàn toàn ngược lại, tiếp tục đi về hướng này, chỉ cách thần quốc càng lúc càng xa. Chuyện này thì có hơi ngượng đó. Đỗ địch an ho khan mấy tiếng, hắn đã quen đi một mình, Fesnia không nói hắn cũng không nhớ ra bên cạnh mình có một hướng dẫn viên sống. Ừm, um, có tiện nói một chút về vị trí và khoảng cách của thần quốc không? Đỗ địch an nhìn về rừng cây phía trước, đàng hoàng trịnh trọng. Feslia nhìn gò má hắn, che miệng khẽ cười, cười xong một trận mới nói, cũng may ngươi gặp được ta, nếu không thì ngươi đi tới cuối con đường này thì sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Sao lại nói vậy, Đỗ Địch An quay đầu nhìn nàng, dường như đã quên mất sự ngại ngùng ban nãy. chương 1090, đất hoang ngoài biên giới. Đất hoang ngoài biên giới, Feslia cười nhẹ một tiếng, nói chỗ này là đường ngược lại với thần quốc, người cách thần quốc càng ngày càng xa, ngươi nói ngươi tiếp tục đi tiếp về phía trước sẽ đến đâu đây còn không phải là xui xẻo hả ánh mắt đỗ địch an động đậy ý ngươi là chỗ phía trước chính là vùng ngoại cảnh mà ngươi nói đương nhiên đỗ địch an có chút trầm ngâm trước đây lúc hắn đi ra từ sylvia đã suy nghĩ tới kết quả như thế này nhưng mà theo hắn nghĩ cho dù không tìm thấy thần quốc thì sớm muộn cũng sẽ tìm thấy tường lớn cho dù không gặp được tường lớn khác thì cũng có thể nhìn thấy thế giới mới có lẽ có thể nhìn thấy nơi ở bên ngoài thần quốc đây không phải là vòng luẩn quẩn hắn chọn mà là duyên cố đi thẳng một đường, dù sao, trái đất là tròn mà. Đất hoang ngoại cảnh, Đỗ Địch An muốn đến tộc cự ma mà Fesia nhắc đến, trong lòng bỗng nhiên có chút mong chờ và hưng phấn, hỏi trước đây nghe người nói nơi đây tương đối hoang vu, chỗ này cách thần quốc bao xa. Cách ngoại cảnh bao xa, Fesia vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức nghiêm túc nói, người muốn đi ngoại cảnh. Ta khuyên người tốt nhất là gạt bỏ cái ý nghĩ này đi, đây là phía đông của thần quốc, Trước đây ta từng nghe ngươi nói, phía nam của thần quốc có dị tộc cự ma, phía đông có dị tộc hỏa long, phía bắc có dị tộc vượn tuyết, tuy ta chưa từng thấy dị tộc hỏa long ở phía đông, nhưng nghe nói còn đáng sợ hơn cả dị tộc cự ma ở phía nam, thực lực như hai chúng ta ở đây tuy là khá cao, nhưng nếu như gặp phải hỏa long tộc thì chết dễ như chơi. Đỗ Địch An lắc đầu nói, người nói phương hướng của thần quốc cho ta trước đi, ta chưa chắc đã đi. Fesnia thấy hắn dường như chưa gạt bỏ ý định, lông mày hơi nhíu lại nhặt một cành cây héo khô chết lên, đi đến một chỗ đất bùn mềm xốp, dùng cành cây làm bút phác họa một vòng tròn rất to, sau đó chọc một lỗ nhỏ ở phía tây tâm đường tròn, đây chính là thần quốc mà chỗ chúng ta đang ở. Đầu nhọn của cành cây đi đến phía đông, vị trí khá gần đường vẽ của đường tròn to, chọc một lỗ, chắc đây chính là vị trí chúng ta đang đứng, cách thần quốc khá xa, nằm ở vùng biên giới, gần đất hoang ngoại cảnh. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào vòng tròn, suy tư nói, khoảng cách ở giữa đây là bao nhiêu? Ta cũng không biết, nhưng ta gấp rút đi đường tới đây phải cần thời gian một tháng, lại còn là cả đường thuận lợi, thực hiện bằng sức mạnh của tiểu đội vực sâu chứ không phải một mình tác chiến, nếu là một người, dự tính phải trên ba tháng mới có thể đi tới đây. Fesia nhìn hắn một cái, lại khuyên hắn tiếp tuy khoảng cách chúng ta với đất hoang ngoài biên giới khá gần, nhưng càng gần ngoài biên giới, càng hoang vu, mà mật độ những ma vật ở những vùng hẻo lánh này rất cao, ma vật cấp cao rất nhiều vậy nên từ chỗ chúng ta đi tới ngoài biên giới, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng đỗ địch an gật gật đầu trong lòng đã có sự hiểu biết cơ bản cũng biết sylvia ước chừng ở chỗ nào trong bản đồ này không ngờ rằng sylvia thực lực yếu kém vậy mà cách thần quốc gần hơn nếu lúc trước hắn chọn đúng phương hướng có lẽ bây giờ đã đến thần quốc rồi người biết tọa độ của tường thần nào khác không đỗ địch an lại hỏi fesnia lắc đầu bản đồ bọn ta có được đều không bao gồm tọa độ của tường thần chỉ đánh dấu hố ma dù gì nếu dùng thực lực của bọn ta tiến về phía tường thần cũng đủ để phá hoại tường thần có một số người vào lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thậm chí chuyên tìm tường thần để ra tay cướp sạch một phen dù sao sau đó không để lại vết tích rồi rời đi cũng không ai có thể tìm ra được nhưng mà thần quốc có lệnh cấm nghiêm ngặt với phương diện này một khi phát hiện có vực sâu khác lẻn vào tường thần phá phách sẽ nhận được trừng phạt nghiêm minh cũng không phải tất cả vực sâu đều có thể đảm bảo bản thân mình không lưu lại bất kỳ dấu vết nào dù gì một khi tin tức bạo lộ sau khi kinh động sẽ phái người đi lục soát thượng vị vực sâu đó có sẵn năng lực cảm giác như nào, không một ai biết, nghe nói có những năng lực cảm giác rất kinh khủng, dù cho ngươi không ở gần tường thần, ở rất xa dùng cách khác để phá hoại cũng có thể tìm được ra. Đỗ địch an hơi run, không ngờ tới còn có quy định như này, nhưng mà suy nghĩ thì cũng hợp lý, nếu không với tình hình tin tức bế tắc như bây giờ, tường thần xảy ra chuyện gì, có lẽ thần quốc 10 năm rưỡi mới biết thấu, thậm chí mãi mãi cũng không biết thấu. Ngươi không hứng thú với ngoại cảnh à? Đỗ địch an nhìn nàng, không hứng thú, Feslia dứt khoát nói, thái độ rất mực kiên quyết, dường như muốn để đỗ địch an gạt bỏ ý nghĩ ngay bây giờ. Nàng chăm chú nhìn đỗ địch an, ngoại cảnh không phải trò đùa, chiến sĩ thần quốc hy sinh tại ngoại cảnh mỗi năm đếm không xuể, vực sâu gục ngã cũng là chuyện thường ngày, thậm chí là cấp bậc thượng vị vực sâu cũng sẽ chôn thây nơi ngoại cảnh, nếu có thể được lựa chọn, cả đời này ta cũng không muốn đến gần ngoại cảnh, càng đừng nói đặt chân đến đó xem thử, ở đó chính là một bãi chiến trường, không có gì đáng xem cả. Lòng hiếu kỳ của ta không lớn như thế, ngươi cũng nên biết lòng hiếu kỳ luôn luôn hại chết người. Chương 1091, đất hoang ngoài biên giới 2. Đất hoang ngoài biên giới 2. Đỗ Nịch An không ngờ nàng lại là người bảo thủ như vậy, nhưng mà cũng không phải là không có tinh thần mạo hiểm, có lẽ sống ở thần quốc từ nhỏ đã khiến nàng có cảm xúc sâu hơn với ngoài biên giới, vậy nên không muốn tới đó. Chỉ là đối với hắn mà nói vào lúc biết được ngoài thần quốc gia còn có ngoại cảnh đã có một niềm hiếu kỳ mạnh mẽ với vùng đất ngoại cảnh đó, giống như đứa trẻ sống trong bức tường, khát khao thấy phong cảnh ngoài bức tường. Hắn muốn nhìn thấy địa cầu lúc trước bây giờ rốt cục đã biến thành như thế nào. Có thể nói chút về ngoại cảnh phía đông không? Đỗ Địch An hỏi, Fesnia không ngờ Đỗ Địch An lại cố chấp như vậy, có chút bất lực, than thở nói, thân là bằng hữu của ngươi, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể gạt bỏ cái ý định đáng sợ này, nhưng nhìn bộ dạng này của ngươi, cũng không phải ta nói vài ba câu là có thể khuyên được ngươi, bỏ đi, ta nói những gì ta biết cho ngươi, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Đa tả, Đỗ Địch An gật đầu, giọng điệu khá chân thành. Fesnia lắc lắc đầu, dùng cành cây chấm vào phần đất phía bên ngoài cả vòng tròn lớn, phía đông ngoại cảnh này ngoại trừ có hỏa long tộc qua lại ra, còn có rất nhiều ma vật lớn mạnh, vậy nên tướng sĩ chấn thủ biên giới ngoài phải ngăn sự xâm nhập của hỏa long tộc ra, còn phải phòng bị ma vật ngoài biên giới tập kích. Vì vậy, phòng thủ ở nơi đây vô cùng nghiêm ngặt không có thủ dụ của thất vương thần quốc, không ai có thể vượt biên. Trừ phi chúng ta có sức mạnh như của thất vương, hoặc sức mạnh của thượng vị vực sâu mới có khả năng lén lút vượt biên, nhưng một khi vượt biên ra rồi, muốn quay về sẽ càng khó. Đỗ địch an khẽ run, cau mày lại, chấp niệm trong lòng bóng chốc tan đi hơn nửa. Tuy hắn khát khao nhìn ngắm thế giới bên ngoài biên giới, nhưng Fessia nói rất đúng, đây không chỉ là vấn đề mạo hiểm nữa, ra ngoài là vấn đề lớn, quay về càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, hắn không dám bảo đảm sau này, ngộ nhỡ may mắn có cơ hội quay về từ ngoại cảnh, gặp lại Feslia ở thần quốc, nàng có khi nào sẽ báo cáo chuyện của mình lên, bán đứng mình. Feslia thấy sắc mặt Đố Định An lúc u ám khi sáng sủa, tiếp tục nói, xung quanh biên giới ma vật tập trung rất nhiều, thân phận không rõ ràng như ngươi đi ra rồi, cho dù không bị ma vật làm sạch, cũng sẽ bị lính biên phòng bắt lại, nhẹ thì làm tử sĩ sai vặt, nặng thì xử tử tại chỗ, cho dù là ta, không có thủ lệnh của thất phương tự ý tới gần biên phòng cũng xem là trọng tội, tước chức vị, dáng làm thường dân. Đỗ địch an trầm đi đôi chút, biên phòng không phải vấn đề nhỏ, đặc biệt như thất phương còn không đối phó được gì tộc ngoại cảnh, mức nghiêm ngặt của biên phòng này có thể tưởng tượng được. Được thôi, đỗ địch an thở dài một hơi, Fesnia thở phào, cười nói, người có thể nghĩ thông là được. Chúng ta chỉ đến xem thôi, lúc đến gần thì quay về. Đỗ địch an chưa đợi nàng nói xong đã nói tiếp, sau đó thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, ho nhẹ một tiếng, dù sao cũng đã tới rồi, đến gần biên cảnh như vậy, coi như tham quan phong cảnh biên cảnh một chút, có một số thứ biết nhiều hơn chút luôn có lợi, không phải từng có câu, nhiều nghề không thiệt thân, biết nhiều tất nhiên sẽ không có hại. Có những thứ vẫn là không thấy thì tốt hơn, Fesnia đen mặt nói, nhưng nếu đã gặp được rồi, thay vì chỉ thấy một tảng băng chìm, không bằng xem toàn cảnh mơ hồ, chỉ ít có nắm chắc trong lòng. Đỗ Địch An nói, Fesnia nhíu mày, có nắm chắc trong lòng, ngươi muốn làm gì, Đỗ Địch An biết mình lỡ nghiệp, lại không hoảng, tùy ý nói, có thể làm gì, không phải ngươi nói đợi sau khi đi thần quốc dự định giới thiệu ta gia nhập quân đoàn huyết gai sao, ta đoán với năng lực của ta, cho dù không gia nhập quân đoàn huyết gai, sớm muộn cũng sẽ được nhân vật lớn phía trên nhìn chúng, có lẽ ngày nào đó sẽ được phái tới trọng địa như biên phòng, bây giờ tìm hiểu một chút, tránh sau này đến lúc đó sẽ ngu ngơ không biết gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi, có lúc đó thật, bên trên cũng sẽ giới thiệu thật tử tế cho ngươi. Feslia lập tức nói. Đỗ địch an thấy khuyên không nổi, liền nói, dù gì thì ta chuẩn bị đi xem xem, người có đi không? Ngươi như này là vô lại. Feslia khổ sở nói, đỗ địch an nhún vai. Được thôi, ta đi cùng ngươi. Feslia thở dài, nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Tuy trước đây, bao gồm cả bây giờ, đồng hành cùng Đỗ Địch An vẫn khá vui vẻ, dường như đã trở thành bằng hiếu. Nhưng nàng biết, Đỗ Địch An sẽ không để nàng đi dê dàng như vậy. Thậm chí lý do Đỗ Địch An kiên quyết muốn đi, rất có thể là thăm dò thái độ của nàng, phải biết rằng, nàng biết một bí mật to lớn của Đỗ Địch An điều khiển thi vương. Tuy nàng vẫn luôn chưa có biểu hiện lạ thường với chuyện này, sợ sẽ gây nên chú ý của Đỗ Địch An, nhưng nàng biết cho dù nàng giả mù giả điếc, Đỗ Địch An cũng vẫn nghi ngờ nàng như này, thậm chí là diệt khẩu. Vậy thì đi thôi, Đỗ Địch An bày ra vẻ mặt đây là người tự nguyện đó nha nói xong bèn quay người đi. Fesnia mỉm cười khổ, bỗng nghi ngờ có phải mình làm sai rồi, có lẽ. Bây giờ mình nói mỗi người một ngả, thật sự có thể rút ra mà lui sao. Nàng lắc lắc đầu, ném cành cây rồi đi theo sau đỗ địch an. chương 1092, đất hoang ngoài biên giới 3. Đất hoang ngoài biên giới 3, cùng với khoảng cách của hai người càng ngày càng xa tường thần, số lần gặp phải ma vật cũng dần dần nhiều lên, đôi lúc có ma vật có đẳng cấp đi săn hơn 200 nhảy từ dưới đất hoặc lùm cây ra đánh lén. Nếu là lúc trước đây khi vừa ra khỏi Sylvia, Đỗ Địch An khó tránh sẽ tay chân lúng túng, ứng phó khó khăn thậm chí muốn quay người bỏ chạy cũng khó nhưng giờ đây lại chém giết dễ dàng không hao nhiều sức càng đi lâu hắn càng cảm nhận được ý nghĩa của danh xưng người hành tẩy vực sâu này đúng là quá hình tượng rồi bây giờ hắn hoàn toàn có thể thẳng tiến không ngần ngại dù cho đường đi gặp phải ma vật cấp vực sâu cũng không cần sợ hãi dường như vực sâu nguy hiểm khắp nơi ở dưới chân hắn chẳng qua chỉ là một vùng ngoại thành hoang dã mà hắn là một tay thợ săn lão luyện có hàng trăm chiến công thời gian vội vàng trôi Xoẹt, máu đỏ rớt ra, một con rắn dài gần trăm mét mềm hoạt rơi xuống đất, trên lưng nó cắm đầy những vảy, vừa giống rắn vừa giống cá sấu, đuôi phân nhánh, lúc này một cái đầu rắn bị chém nát, mất đi sinh mạng. Fesnia nhẹ nhàng nhảy qua, mổ bụng của quái xà ra, không lâu sau lấy ra một con sâu nhỏ từ trong da, thu vào bình hồn trùng đặc chế mà đỗ địch an đưa cho mình. Hồn trùng ký sinh sau khi rời khỏi túc chủ sẽ chết trong một thời gian ngắn, nhưng ở trong chiếc bình hồn trùng đặc chế này lại có thể sống trong một hai tháng hồn trùng kẻ nâng đá ma vật truyền kỳ ba sao fesia đưa bình hồn trùng đặc chế cho đỗ địch an cười nói không ngờ rằng chúng ta may mắn như thế hai ngày ngắn ngủi mà đã gặp được hai ma vật truyền kỳ đỗ địch an tiện tay ném bình vào túi trên lưng bây giờ hồn trùng ký sinh truyền kỳ đã chẳng còn sức hấp dẫn gì với hắn nữa rồi nhờ fesia và tư liệu trong thần điện mới biết con đường vực sâu trở nên mạnh hơn chủ yếu là dựa vào cực băng trùng và những dược vật khác bổ trợ ví dụ có những dược vật kích thích cơ thể có thể tăng sức mạnh trong thời gian ngắn hoặc là làm cho da trở nên cứng, nhưng những dược vật này đều có một số tác dụng phụ nhất định. Cũng có một số dược vật có thể tăng sức mạnh con người mãi mãi, nhưng có thể tăng một phần 10 sức mạnh đã tốt rồi, mà loại dược vật này giá thành xa xỉ, trong thần quốc cũng là vật quý có tiền không mua được. Mà hồn trùng ký sinh đối với vực sâu như Đố Địch An mà nói đã mất đi giá trị, sau khi dùng cũng không có hiệu quả, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ, hoặc tặng cho người thân, hoặc là bán lấy tiền, tặng nhân tình hơn nữa hồn trùng kỳ sinh này chỉ là ma vật truyền kỳ ba sao fesia từng nói với hắn ma vật truyền kỳ chia làm năm bậc từ một đến năm sao năm sao là hy hữu nhất ví dụ như kẻ tạo mộng là ma vật truyền kỳ năm sao kẻ cầu khẩn là ma vật truyền kỳ bốn sao còn kẻ tách rời chỉ là ma vật truyền kỳ ba sao nhưng mà theo cách nói của fesia trong số ma vật truyền kỳ ba sao kẻ tách rời cũng là sự tồn tại khá quý giá xếp hạng đầu hoàn toàn không phải mặt hàng bình thường kẻ nâng đá có thể so được dù biết kẻ tách rời xếp hạng không cao, Đỗ Địch An cũng không có ý định quay về tường thần để cướp đoạt nguyên thể hồn trùng ký sinh kẻ cầu khẩn theo hắn nghĩ. Bản đánh giá xác định cấp sao này chỉ là bản bình giá của nghiên cứu ma vật của thần quốc mà thôi, đánh giá chỉ là dựa trên số liệu chủ yếu, không phải số liệu tuyệt đối. Ít nhất với hắn mà nói, tác dụng của kẻ tách rời so với rất nhiều ma vật truyền kỳ 4 sao, thậm chí là ma vật truyền kỳ 5 sao còn lớn hơn, tuy tính toàn diện có thể yếu hơn rất nhiều cấp bậc, nhưng ở mặt tấn công, có rất nhiều ma vật truyền kỳ năm sao đều không sánh bằng. Theo như Feslia nói, cũng chính ưu thế lớn về mặt tấn công này của kẻ tách rời mới khiến nó được xếp vào ma vật truyền kỳ 3 sao, nếu không, nó nhờ cậy năng lực của những phương diện khác, chỉ là cấp bậc nhất tinh mà thôi. Đỗ Địch An mặc kệ cách nói của Feslia, trong lòng hắn biết rõ mạnh và không mạnh. Trong chớp mắt đã trôi qua 10 ngày, Đỗ Địch An và Feslia dọc đường tiến bước, ngoài buổi tối dừng lại nghỉ ngơi ra, ban ngày trước sau duy trì cao tốc gấp rút lên đường dù vượt qua lãnh địa của ma vật vực sâu cũng không thể dừng được bước chân hai người gộp lại chỉ cần không đi vào trong hố ma hầu như trôi chảy ở vùng vực sâu bình thường tới đây thôi feslia ăn xong nửa miếng thịt nướng trên tay quay đầu nhìn sang đỗ địch an đi thêm về phía trước ước chừng sắp tới ngoại cảnh rồi ngươi cũng thấy đấy hôm trước và hôm qua số lượng ma vật mà chúng ta gặp được ngày càng nhiều càng lúc càng mạnh tiếp tục như vậy có lẽ chẳng mấy chốc thì sẽ đụng chạm tới tuyến cảnh giới của biên phòng, giờ quay đầu vẫn còn kịp, người cũng thấy được thứ người muốn thấy rồi. Đỗ Địch An ăn thịt nướng trong tay, đứng dậy, chỉ vào một đỉnh núi cao trăm mét trước mặt, chúng ta cứ đến đó rồi quay về đi, nếu khoảng cách nơi này đủ gần với biên phòng, chắc có thể nhìn ra xa tới biên phòng ở chỗ kia. Fesia thoáng nhìn, không còn nói gì nữa. chương 1093, Tử Dực Phi Long Tử Dực Phi Long, hai người nhanh chóng ăn hết đồ ăn, sau đó tiếp tục lên đường, không tới một tiếng đồng hồ thì lên tới đỉnh núi cao mà Đỗ Địch An ưng ý, trở lại thi thể ma vật khắp dưới chân đỉnh núi. Feslia vừa leo núi, vừa nói, ma vật ở lại trên núi này nhiều đến thế, e là lãnh địa của đại ma vật nào đó, hãy cẩn thận. Cho dù là vực sâu, hai người chúng ta cũng có thể chém giết. Đỗ Địch An trả lời một câu, mau chóng leo lên trên, chỉ thoáng chốc đã đến đỉnh núi, cũng không trông thấy lãnh chúa ma vật trong dự đoán, mà không khí trên đỉnh núi vô cùng trong lành. Đỗ địch an ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây, nói trước đây ngươi nói lôi điểu là loài lông vũ do thần quốc nuôi dưỡng đúng không? Chắc có không ít đang đậu trong tầng mây lân cận biên phòng này chứ. Dọc đường, Đỗ địch an trò chuyện với Fessia mới biết được lôi điểu khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật lại là ma thú chiến tranh do thần quốc nuôi dưỡng, phân bố khắp vực sâu, khiến rất nhiều chúa tể và vực sâu có năng lực phi hành kiêng nể không ngớt, dù là chủ vực sâu cũng không dám trêu chọc đám lôi điểu cỡ lớn, lôi điểu sống trong tầng mây, nói là bá giả trên bầu trời cũng không quá lời, bọn nó sống tụ tập mà đi, khi một đám lôi điều tập trung phát động điện lực, không hề thua kém vạn cân lôi đình. Dùng loại ma thú chiến tranh này phòng thủ trên không ở biên phòng là hiệu quả tốt nhất. Fesnia gật đầu, số lượng lôi điểu ở biên phòng nhiều nhất, trên tầng mây trong vực sâu không thường xuyên có đám lôi điểu, số lượng ít hơn, đều là nuôi đơn lẻ, nhưng nơi này khác, cho dù là chủ vực sâu tự ý từ không trung vượt giới, cũng sẽ bị lôi điểu giết chết trong tích tắc, còn người giống như chúng ta, e rằng 10 người 8 người gộp chung, trong phút chốc cũng phải biến thành cho bụi, điều này không phải hù dọa ngươi, là thật đấy. Đương nhiên ta tin tưởng lời ngươi nói là thật, Đỗ Địch An có nhận thức sâu hơn với sức mạnh của lôi điện, thế nhưng, tuy lôi điện mạnh nhưng cũng không phải không có cách khắc chế, vật liệu cách điện và thiết bị dẫn điện đều sẽ trở thành khắc tinh của đám lôi điểu. Hắn nghi ngờ bảy đại vương giả phần lớn là lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, nô dịch ép những lôi điểu này thành vũ khí chiến tranh sắc bén của mình. Bỗng hắn có một suy nghĩ to gan, xây dựng một trạm phát điện tốn kém to lớn trong Sylvia, nhưng không mang nhiều lượng cung cấp điện đến lưới điện quốc gia thời đại cũ xưa đều là lấy trạm năng lượng nguyên tử làm chính, năng lượng gió và nước với năng lượng mặt trời đều không thể so sánh. Tuy nhiên chi phí thiết lập nhỏ nhưng chiếm đất diện tích lớn, điều này không hề hấn gì ở thời đại cũ xưa. Dù sao, tuy dân số của thời đại cũng nhiều, có điều toàn cầu là địa bàn của loài người hết, vẫn có đất đai rộng lớn cung ứng loài người sử dụng. Thế nhưng ở thế giới hiện nay, diện tích trong thành có hạn tài nguyên cũng có hạn, cộng thêm trên bầu trời bị hạt bụi dày đặc bao phủ tràn ngập, tia sáng lơ thơ, hiệu quả của trạm phát điện năng lượng mặt trời tiết kiệm chi phí nhất không tốt, chỉ đành nhờ vào năng lượng gió và nước. Tuy nhiên hai loại này cũng hiệu quả miễn cưỡng ở trong thành, dù sao thành khổng lồ cao ngàn mét bắt ngang, sức gió cuộn lên trong thành sẽ không lớn đến đâu được, thậm chí nhiều lúc không có gió nữa, cho đến nối hiệu suất của trạm phát điện năng lượng gió cực thấp. Năng lượng nước phát điện cũng như nhau, tài nguyên nước trong thành có hạn, cung cấp ăn uống cho con người còn được, lấy thêm phần tài nguyên nước tuần hoàn cung cấp điện, cùng lắm xây dựng 5 trạm 10 trạm phát điện năng lượng nước cỡ nhỏ. Hơn nữa, đất đai trong thành có hạn, muốn dựng nên số lượng lớn, còn phải giảm bớt khu vực cư dân sinh sống. Những thứ này toàn là hạn chế cơ bản nhất, mấy mặt khác về vật liệu, nhân lực, đều khiến Đỗ Địch An rất khó chế tạo lượng lớn trạm phát điện trong giai đoạn hiện giờ, vì vậy khi ấy lượng điện sản sinh vẫn chưa đủ giật chết một vực sâu. Nếu nói từ đâu có được nguồn điện, dường như trước mắt là kho báu nguồn điện tuyệt vời. Bỗng hắn cảm thấy trước kia bản thân thật ngốc, của cải để ngay trước mắt lại không nhìn thấy, có lẽ vô tri chính là như vậy. Ngươi đang suy nghĩ điều gì? Fesnia trông thấy chợt trong mắt Đỗ Địch An bắn ra một vẻ hưng phấn khác thường, chợt trong lòng có linh cảm chẳng lành, cau mày lại hỏi. Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, vẻ khác thường trong mắt vụt tắt, bình lặng nói, không có gì, ta chỉ đang cảm thấy, có những lôi điều này ở đây, e rằng mấy dị tộc muốn tập kích đường không là không tài nào rồi, chúng ta chỉ cần canh giữ mặt đất là được. Fesnia gật đầu, đúng vậy, nhưng dị tộc cũng có ma thú không trung tương đối mạnh, có điều so sánh với lôi điểu của chúng ta vẫn yếu lắm, đám lôi điểu mà thất phương toàn lực đào tạo không phải dễ dàng đột phá như vậy đâu, hơn nữa ở trong thần quốc có quy định, tự ý bắt lôi điểu, hoặc làm lôi điểu bị thương, xử lý theo tội phản quốc. Lôi điểu là ma thú chiến tranh, cũng là thần thú hộ quốc của thần quốc chúng ta. Đỗ địch an nhếch mày, vậy nếu lôi điểu động tay tấn công chúng ta trước thì sao? chương 1094, Tử Dực Phi Long 2. Tử Dực Phi Long 2, thế cũng không được làm nó bị thương, tóm lại tổn thương rồi chính là tội chết. Fesnia nghĩ cũng không nghĩ nói, Đỗ Địch An không nói gì thêm nữa, tuy nhiên trong lòng càng trở nên mong đợi, hắn dùng thấu thị nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức xuyên qua tầng tầng hư không, vô số bụi bặm bị đẩy ra khỏi tầm mắt, nơi chân trời vô cùng xa xôi, một thân hình to lớn xám xịt đang ở đấy, trong mơ hồ chỉ có thể thấy được một đường nét cực lớn, hình như cũng là một thứ giống như tường lớn, chỉ có điều dựng đứng trong tầng mây với độ cao khiến người ta phải ngưỡng mộ. Bên kia chính là tường chiến thần phòng thủ của biên giới phòng ngự. Fesnia chỉ về phía Đỗ Địch An nhìn, chắc với thị lực của ngươi có thể miễn cưỡng thấy được một ít bóng hình chứ, tường chiến thần này cao vạn trượng, hoàn toàn ngăn cách biên giới, vô số dị tộc và dị thú không biết có bao nhiêu đụng vào chết trên tường chiến thần, lại khó chấn động được tường chiến thần, đây là phù hộ của thần ban tặng cho chúng ta, cũng chỉ có thần mới có thể tạo ra thần tích vĩ đại đến vậy. Ánh mắt đố Địch An rung động, cho dù trước kia thì có nghe nàng từng miêu tả, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy cự ảnh xám xịt đó vẫn cảm thấy chấn động mãnh liệt, tường chiến thần, nhiều hơn tường thần một chữ, song độ cao lại một trời một vực, cao đến 3.300 mét, gấp 3 lần tường thần. Trên đất đai giải rác ma vật và dị tộc, dựng nên một tường lớn như vậy, dùng thần tích của Fesia nói để hình dung không hề quá lời công trình như thế tuyệt đối không phải loài người có thể tạo ra. Hơn nữa, tường chiến thần này bao vây toàn bộ phạm vi thần quốc lại, diện tích rộng lớn, chỉ về độ dài, thậm chí có thể ngang bằng với trường thành hoa hạ có nền văn minh 5.000 năm, trong thời kỳ vũ khí lạnh của thời đại cũ xưa. Tác dụng của trường thành với hoa hạ ngang bằng tác dụng của tường chiến thần với thần quốc ở thập kỷ ma vật cướp đoạt bừa bãi hiện nay, độ cao vạn trượng, đủ ngăn cách phần lớn thú chiều tấn công trên lục địa. Cần phải trồng chất bao nhiêu thi thể mới có thể leo trèo lên tường lớn này. Từ trên cao lén vượt biên, lại có đám lôi điểu mai phục trong tầng mây, toàn bộ trên dưới phòng thủ kiên cố. Có lẽ, người chế tạo ra tường chiến thần này thật sự có thể gọi là thần. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nói, trong khoảnh khắc này bỗng hắn không còn xem thường sự mê tín tin tưởng thần linh của mọi người ở đây, mặc cho ai thấy được kiến trúc hùng vĩ đến vậy, thần tích mà nhân lực khó có thể làm được như thế, đều sẽ tin tưởng sự tồn tại của thần linh, dường như tác dụng của tường chiến thần này chính là để nói cho người đời biết thần là tồn tại đấy, còn chúng nó là đồ vật của thần để lại. Biên giới tường chiến thần cao cỡ này, những dị tộc đó còn có thể xông sang đây. Đỗ Địch An nghĩ đến Fesia nói rằng biên giới chết thương vô số quanh năm, chợt trong lòng có một ấn tượng rõ rệt hơn với dị tộc ngoại cảnh. Fesia gật đầu, thở dài nói, sự lớn mạnh của dị tộc hơn hẳn tưởng tượng của ta ngươi, từ nhỏ thì ta nghe các trưởng bối từng nói đến, tuy đám dị tộc không thể phá hoại tường chiến thần, nhưng quái lực đông đảo, khó mà đề phòng cho được, chỉ nói gì tộc cự ma đó, chúng nó sở trường leo trèo, mặc dù tường chiến thần này dốc đứng, nhưng tới tay chúng nó giống như đất bằng, sau cùng vẫn phải cậy vào chiến sĩ trên thành đối kháng. Đỗ địch An gật đầu, đối với một số ma vật, quả thật độ cao 1.000m và 3.000m không khác gì mấy. Xem đủ chưa, chúng ta nên đi rồi chứ. Được thôi, Đỗ Nịch An thoáng nhìn bóng thành xám xịt đó, quay người xuống núi cùng Fesia. Xoạt, ngay lúc này, một bóng đen trong mây mù phía xa nhanh chóng vụt qua. Chợt đỗ địch an và Fesnia dừng chân nhìn sang đó, bóng đen này bay cực nhanh, trong chớp mắt thì đến trên không đỉnh đầu hai người, Fesnia kinh ngạc hô lên tử dực phi long. Chẳng lẽ là biên phòng xứ, đỗ địch an cũng nhìn rõ bóng đen này là con phi long, nhưng hơi khác với phi long mà hắn ngước nhìn được ở Sylvia, hình như phi long kia là màu vàng nhạt, mà con này là màu đen tím, tầm vóc cũng to lớn hơn, sau khi biết được lôi điều là ma thú chiến tranh của thần quốc nuôi dưỡng, hắn cũng hiểu ra nguyên nhân thật sự Phi Long không bị lôi điều tấn công, đều là đàn em cùng một đại ca, đâu dám đấu nhau. Trong lúc hai người ngước nhìn, đột nhiên tử dực Phi Long xông xuống, cơ thể đang quanh quẩn quay trở về. Chợt sắc mặt đỗ địch an và Fesia thay đổi, chẳng mấy chốc, tử dực Phi Long quay trở về một mực bay thẳng về phía hai người trên núi, cánh rồng khuấy động gió mạnh càn quét rừng núi cây cối, toàn bộ khom lưng xuống, giống như người dân thần phục. Đỗ địch an biết rằng đã không kịp trốn nữa rồi, đứng yên không cử động với Feslia nhìn gần con tử dực phi long này, bỗng đỗ địch an cảm thấy cực hàn băng long gặp được trước kia cũng chẳng qua là vậy, thậm chí thể tích của kẻ sau nhỏ hơn một sai. Lúc này, đỗ địch an cũng nhìn thấy ba bóng dáng mặc trang phục kỳ dị đứng trên đầu rồng, có một người khoác áo choàng đỏ tanh phía sau, tung bay phất phới trong cơn gió mạnh, phát ra tiếng vang phạch phạch. Trường 1095, Tử Dực Phi Long 3 Tử Dực Phi Long 3, hai nam một nữ, toàn bộ khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, phát tán khí tức lớn mạnh hơn nữa đều không có phát ra sóng nguồn nhiệt đây cũng là nguyên nhân khiến Đỗ Địch An không để ý được ngay từ đầu Đỗ Địch An biết không phải chỉ có ma ngân loại máu lạnh mới khiến người ẩn giấu nguồn nhiệt trong thần quốc không thiếu một số bí điển như long huyết thuật của long tộc săn ma thì có thể khống chế máu ẩn giấu nguồn nhiệt hai vực sâu hửm đây là Thi Vương ánh mắt ba người lướt qua vừa nhìn đã nhìn ra thực lực của Đỗ Địch An và Feslia điều này khiến trong lòng Đỗ Địch An nặng trĩu hắn đã ẩn giấu nguồn nhiệt fesia cũng như vậy hơn nữa ba người này thấy được helisa đây khiến trong lòng hắn dâng lên vài phần cảm giác nguy hiểm các ngươi là tường thần nào đấy một thanh niên chín chắn dẫn đầu cầm cự kiếm trong tay hỏi hắn cạo đầu đinh trong ánh mắt tràn đầy nhuệ khí giọng nói rất điềm tĩnh đỗ địch an vẫn chưa mở miệng thì trông thấy fesia đưa ánh mắt đến sau đó lập tức ngậm miệng lại chỉ nghe fesia bước lên phía trước một bước nói ba vị đại nhân ta là đội trưởng tiểu đội thứ 5 quân đoàn huyết gai, Fesia, chấp hành nhiệm vụ ở nơi này, giữa chừng gặp phải ít chuyện, huân chương của ta bị rơi rồi, đây là huyết văn của ta. Nàng nói xong, vén một bên tay áo lên, có một hình xăm màu máu đỏ ở cánh tay nàng, là một đóa hoa bụi gai có gai độc quấn quanh. Ba người thấy huyết văn của nàng, hàn ý trong mắt nhạt đi rất nhiều, nữ tử cao gầy bên trái khẽ nói, thi vương này sao thế, sao không tấn công các ngươi. Vẻ mặt đỗ địch an không đổi, Cúi đầu nói, "Ba vị đại nhân, thi vương này bọn ta gặp được khi chấp hành nhiệm vụ, dùng biện pháp đặc thù ngăn cản lại năng lực hành động của nàng, chuẩn bị dẫn về nộp lên thần quốc." Fexia xoay đầu nhìn Đỗ Địch An, đáy mắt thoáng hiện một nét khác thường, nàng đã chuẩn bị sẵn dự tính một khi Đỗ Địch An để lộ thì sẽ bán đứng Đỗ Địch An, không ngờ trong thời gian ngắn Đỗ Địch An đã nghĩ được lý do thoái thác, nộp lên cho thần quốc. Nàng nhìn ra từ lâu rồi, Đỗ Địch An xem thi vương này còn quan trọng hơn tính mạng của chính hắn từ vẻ mặt nhìn ngó trong mọi ngày thì nhìn ra được, phần lớn là người thân người yêu trước đó. Nàng thấy nhiều trường hợp như vậy rồi, không ít người điên cuồng vẫn không nguội lòng với người thân và người yêu bị lây nhiễm của mình, cầm cố nó, giữ lại ở bên cạnh, thậm chí không tiếc chém đứt tay chân đối phương, trừ lại một cơ thể thôi, chỉ vì để lại bên cạnh. Có điều, nàng biết Đỗ Địch An không giống những người này, thậm chí con thi vương này cũng khác với các thi vương khác, chỉ là nàng lại không biết cụ thể có khác biệt gì, nhưng nàng biết đây là bí mật lớn trên người Đỗ Địch An. Ba người nghe thấy giọng nói của Đỗ Địch An, vẻ mặt rung động, thanh niên đầu đinh dẫn đầu nói, ngươi không phải người của thần quốc. Đỗ Địch An gật đầu, ta vẫn chưa gia nhập quân đoàn huyết gai, lần này trở về chuẩn bị gia nhập. Fesia cũng lên tiếng nói, ba vị đại nhân, hắn là người từ trong tường thần ra đây, chuẩn bị gia nhập quân đoàn huyết gai. Ba người nhìn Đỗ Địch An, không nói thêm gì nữa, ba người cũng không suy nghĩ sâu xa về việc thi vương bên cạnh, dù sao chuyện khống chế thi vương như vậy, không thể làm được ở thần quốc, nhưng thủ đoạn phế bỏ năng lực hành động của thi vương, lại không phải chuyện khó khăn gì. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Một người trung niên khác không mở miệng nói, một con mắt của hắn nhắm lại, có vẻ như là bị mù, chỉ còn lại một mắt. Thanh niên đầu đinh khẽ gật đầu, thoáng nhìn Đỗ Địch An và Fesia, bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, nói trước mắt tình hình biên phòng đế quốc có phần khẩn cấp, khuyết thiếu nhân lực, hai người các ngươi đi cùng bọn ta đến đó đỗ địch an cau mày sắc mặt fesia thay đổi vội vàng nói đại nhân ta vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ còn muốn quay về trình báo nhiệm vụ với quân vương chỉ sợ là thanh niên đầu đinh liếc nàng quân đoàn huyết gai cũng là đội quân mạnh mẽ của đế quốc người thân là tiểu đội trưởng của quân đoàn sao không có chút cái nhìn đại cuộc nào việc biên giới là việc đại sự hiện nay đang cần nhân lực nếu các ngươi ở đây thì nên góp chút sức lực đương nhiên Ta cũng sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi, lần này ta sẽ cho các ngươi gia nhập bộ đội biên phòng với danh nghĩa nhập ngũ tạm thời, đến lúc đó chiến tích sẽ được ghi vào hồ sơ trong hệ thống nhận dạng của các ngươi. Ngươi nên hiểu, tích lũy chiến tích ở biên phòng nhanh đến thế nào, nếu may mắn, chiến dịch lần này kết thúc, nếu cố gắng ngươi có thể thăng từ tiểu đội trưởng lên đại đội trưởng, ngang hàng với ta." Fesnia gượng cười nói, "Đại nhân, không phải ta không muốn cống hiến sức lực cho đế quốc, chỉ là nhiệm vụ ta chấp hành có chút khẩn cấp." Quân vương còn đang chờ ta về phục mệnh, nếu nán lại nơi này, làm quân vương tức giận, ta không chịu nổi trách nhiệm. Không chịu nổi trách nhiệm. Nghe thấy Feslia nói bóng gió, trong đôi mắt thanh niên đầu nhỏ chợt hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng hắn không nói gì. Huyết gai quân vương là vương giả đứng đầu, hắn đắc tội không nổi, cũng không dám cưỡng chế Feslia nhập ngũ, có điều, lần đe dọa này, hắn nhớ kỹ. Chương 1096: Đến biên cảnh. Đến biên cảnh, đã như vậy Người trở về phục mệnh đi, nhiệm vụ của quân vương đại nhân quan trọng hơn. Trên mặt thanh niên đầu đinh không chút tức giận, rất thản nhiên, ánh mắt hắn nhìn lên người đỗ địch an, vị tiểu huynh đệ này mới đi ra từ trong tường thần, vẫn chưa gia nhập quân đoàn, lần này nên đi theo chúng ta đến biên phòng hưởng ứng lệnh triệu tập đi. Nếu may mắn, đợi chiến dịch kết thúc, với lực lượng cấp vực sâu của ngươi, cộng thêm phần công trạng này, có lẽ có thể trực tiếp trở thành tiểu đội trưởng trong quân đoàn, chuyện này có thể tốt hơn nhiều so với việc lúc này ngươi đến đế quốc báo danh rồi được phân cho một thân phận phổ thông trong quân đoàn, lúc đó ngươi vẫn phải chấp hành nhiệm vụ, tích lũy công huân mới có thể thăng chức, mà ở đâu có thể nhanh tích lũy chiến tích như ở biên phòng. Sắc mặt đỗ địch an thay đổi, Fesia tìm mọi cách từ chối, hiển nhiên hắn nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu biên phòng xuất hiện tình huống khẩn cấp, chứng minh rằng tình thế rất nguy hiểm, rất có khả năng, không đúng, phải nói là trăm phần trăm sẽ giao chiến với dị tộc trên chiến trường ở biên giới chúc sức mạnh này của hắn triệt để không đủ chẳng khác nào một tướng quân có thực lực mạnh hơn một chút đứng trong vạn quân nhưng cũng chỉ là bèo trong nước thôi không cẩn thận sẽ bị giết còn về chuyện tích lũy công huân thăng chức thành đội trưởng thì đúng như lời thanh niên đầu đinh nói phải có may mắn mới có thể tích lũy được chiến tích vậy còn không may thì sao thì sẽ nằm luôn ở đây vĩnh viễn đại nhân fesia đã đồng ý với ta để cử ta với quân vương ta vừa ta khỏi tường thần trình độ còn thấp e rằng đến biên phòng cũng sẽ gây thêm phiền phức cho các vị đại nhân đợi ta rèn luyện mấy năm có tiến bộ rồi lại đỗ địch an cảm thấy có chút nhức đầu nói mấy câu có phần châm trước hừ còn chưa dứt lời một tiếng khịt mũi đã cắt ngang câu nói của hắn vẻ mặt của thanh niên đầu đinh hoàn toàn trở nên lạnh lùng cao ngạo nói việc biên phòng của đế quốc là chuyện lớn biên phòng xứ đế quốc bọn ta có quyền cưỡng ép tất cả thứ dân nhập ngũ lẽ nào ngươi muốn ta ép buộc ngươi trong đôi mắt đỗ địch an xuất hiện sự âm u nhưng rất nhanh đã biến mất hắn quay đầu nhìn feslia ám chỉ nàng nói giúp mình một hai câu feslia nhìn thấy ánh mắt đỗ địch an khẽ lắc đầu dùng ánh mắt ra hiệu với hắn rằng muốn cũng chẳng giúp được thấy nàng định khoanh tay đứng nhìn trong lòng đỗ địch an hơi nặng nề có phần phẫn nộ nhưng không phải nhằm vào feslia trung quy hắn và feslia không phải là bạn thâm giao thật sự tai họa sắp xảy ra thì tan tác là chuyện bình thường với lại feslia có lẽ ước gì thoát khỏi bản thân như vậy ít nhất mạng sống của nàng mới được đảm bảo, bây giờ nói giúp bản thân mới kỳ quái. Hắn tức giận việc bản thân không có sức mạnh để từ chối, cùng với thái độ cứng rắn của thanh niên đầu đinh này. "Đừng kéo dài thời gian, lên đây." Thanh niên đầu đinh cao mày nói, khóe miệng Đỗ Địch An giật nhẹ, đôi mắt nhìn thật sâu vào Feslia, nói, "Nếu đại nhân đã nói thế, vậy ta sẽ theo đại nhân đến biên phòng. Chúng ta gặp lại ở thần quốc." Feslia nghe hắn nói thế, trong mắt để lộ sự thương hại, "Còn gặp lại ở thần quốc." đại khái ngươi còn không biết, người tạm thời nhập ngũ thường bị phái đến tuyển đầu trận chiến, người có thể tồn tại không đến 10%, nghĩa là 90% trong số họ sẽ chết. Đây là loại tỷ lệ gì? Có điều, chuyện đến nước này, nàng cũng không muốn trong thời điểm này đoạn tuyệt với Đỗ Địch An. Nàng biết Đỗ Địch An suy nghĩ gì, lo nàng nói ra bí mật của con xác sống, nhưng mà, chuyện đến nước này dù nàng có nói ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu Đỗ Địch An chết, trái lại quân vương sẽ trách nàng không dẫn Đỗ Địch An về. Còn về việc hiện tại nói với ba vị biên phòng xứ chuyện này, nàng chưa từng nghĩ đến, bọn họ không phải là người cùng một hệ thống, nói bí mật của Đỗ Địch An với ba người này, không có chút lợi ích nào cho nàng trái lại sẽ giúp cho kẻ địch. Ta đợi ngươi, nàng trả lời, Đỗ Địch An nhìn nàng, không nói gì nữa, đi sang bên cạnh dùng phương pháp khá thô bạo nắm lấy vai của Helisa, dường như đang cảnh giác với sự phản kích của nàng, sau đó dẫn nàng đi thẳng đến trước mặt tử dực phi long, nhún người, nhảy lên lưng phi long, trên lưng của phi long rộng lớn, bảy tám người đứng cũng không thành vấn đề. Giết thứ này đi, người phải đi biên phòng giúp đỡ, mang theo vật này vô dụng. Thanh niên đầu đinh cao mày nói, trong chớp mắt ngón tay đỗ địch an co lại một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, nói nhỏ, đại nhân, đây là quà tặng ta sắp gửi lên cho quân đoàn, còn mong đổi nó lấy chiến tích thăng chức. Khóe miệng thanh niên đầu đinh cong lên, nở nụ cười khẩy, nhưng không nói gì, quả thực thi vương là vật liệu thực nghiệm tương đối hiếm thấy, có thể đổi được không ít tiền tài, nhưng ngươi cũng phải có cơ hội trở lại đế quốc mới được. Trong mắt hắn, Đỗ Địch An là người đã chết. Đi thôi, người trung niên một mắt thúc giục, thanh niên đầu đinh không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Fesia đứng dưới đất, nhớ kỹ dáng vẻ của nữ tử này. Uy hiếp này hôm nay mà hắn phải chịu đựng, sau này có thời cơ thích hợp, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. chương 1097, đến biên cảnh 2. Đến biên cảnh 2, tử dực phi long gương cánh bay cao, tạo ra dòng khí cuồng phong, chớp mắt đã lên cao hơn một nghìn thước, bay vút lên trời cao, bay về phương xa. Fesnia đứng trên đỉnh núi lập tức biến thành một dấu chấm nhỏ bé, càng ngày càng xa, mãi đến tận lúc không còn nhìn thấy nữa. Mong rằng chúng ta đến không muộn, nữ tử cao gầy với mái tóc phất phơ theo gió lộng, mắt nhìn phía trước, thân thể đang ở độ cao trên nghìn trượng mà không có chút sợ hãi nào, đôi mắt nàng có phần lo âu, nghe người của đoàn trinh sát nói, Tình hình lần này có hơi nghiêm trọng, mong rằng sẽ không xảy sai lầm gì trong tay chúng ta. Đừng lo lắng, tường chiến thần trăm năm rồi cũng không xảy ra chuyện, sẽ không nghiêm trọng đến nỗi nào đâu, chắc là người ở biên phòng không cẩn thận, để ma thú dị tộc đánh lén." Thanh niên đầu nhỏ bình tĩnh nói, "Cũng coi như là chúng ta không may, trong 20 khu tường chiến thần hướng đông, chỉ có khu số 7 của chúng ta xảy ra vấn đề, những dị tộc đó thật là ngu ngốc." Người trung niên độc nhãn lắc đầu thở dài, thay đổi hình tượng chín chắn không nói nhiều lúc trước. Mấy người vừa gấp rút lên đường vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đang ở bên cạnh lẳng lặng nghe, nội dung cuộc nói chuyện của ba người này hoàn toàn không hề lảng tránh hắn, như thể không sợ hắn nghe được chuyện gì. Thông qua từng câu nói của bọn họ, về cơ bản Đỗ Địch An đã hiểu một phần tình huống. Bốn hướng của tường chiến thần, mỗi mặt chia đều thành 20 khu vực, ba người này là người cứu trợ lần này của khu số 7, nhận điều động bổ nhiệm đến đây dẹp yên loạn lạc ở biên giới. Nếu không giải quyết được chiến loạn, ba người bọn họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng vì vậy, khi thanh niên đầu nhỏ nhìn thấy hai vực sâu là Đỗ Địch An và Fesnia mới muốn cưỡng ép mộ binh bọn họ. Mặc dù vực sâu ở trên chiến trường biên giới không tính là gì, nhưng cũng không phải là chim nhỏ. Trung quy, thần quốc còn không khủng bố đến mức mỗi người lính biên phòng đều có trình độ vực sâu. Xong, sau lưng Fesnia có quân vương huyết gai, nàng lại không tiết lộ mình đang chấp hành nhiệm vụ gì. Mặc dù thanh niên đầu đinh tức giận nhưng không dám cưỡng ép mộ binh ngộ nhỡ là chuyện vô cùng khẩn cấp đến lúc đó quân vương huyết gai trách móc thì hắn không gánh nổi dù hắn có bảo vệ biên phòng lập công lao thì cũng có sẽ vì chuyện này mà lật thuyền dẫu sao chỉ riêng chữ huyết trong phong hào của quân vương huyết gai là đủ để hiểu tính cách người này như thế nào rồi cùng với sự vỗ cánh trao liệng của tử dực phi long bức tường to lớn mờ mịt càng ngày càng rõ ràng hơn trước mắt đỗ địch an như vén mây gặp sương mù đẩy lùi màu xám mờ mịt bức vách trong tầm mắt hắn lộ rõ từ ít đến nhiều đây là một bức tường to lớn cao chót phót, tường thần vốn được coi như là kiến trúc hùng vĩ trong lòng Đỗ Địch An khi ở trước bức tường to lớn đồ sộ này, đột nhiên không có chút khí thế, nhỏ bé giống như đứa bé yếu đuối. Đây mới thực sự là cao tận tầng mây. Trong lòng Đỗ Địch An rung động, trận chiến biên phòng này thực sự xem như là đánh nhau ở trên trời. Tốc độ của Tử Dực Phi Long rất nhanh, gào thét bay qua như vẽ ra cơn bão, trong nháy mắt đã chở mấy người bay lên khoảng không trên tường chiến thần. Vài người trên lưng tử dực phi long cùng xuyên qua lớp mây mù mỏng manh, sự ẩm ướt của tầng mây phẩy qua trên cơ thể, thế giới trên mây vô cùng lóa mắt, vô số đám mây mù ở phía xa như những viên kẹo bông, lại giống như những cục bột đang bay. Rất nhanh, tử dực phi long nhanh chóng lao đầu vào trong tầng mây, tiếng gió rít gào. Trong tiếng rít, đỗ địch an mơ hồ nghe thấy tiếng chim kêu rất chói tai, cùng với tiếng ấm vang lên ầm ầm. Trong đầu hắn như có tia sáng lóe qua, là lôi điểu. Không đợi hắn nhìn sang hướng có âm thanh, sức gió đột một tăng nhanh khiến hắn không thể không dùng một tay nắm chặt lấy dây thừng trên lưng tử dực phi long, một tay khác thì kéo Helisa lại, không để nàng rơi xuống. Tầng mây đột ngột ở lại phía sau, chớp mắt tầm nhìn trở nên rõ ràng, lập tức đỗ địch an ngạc nhiên đến ngây người. Bỗng nhiên hắn nghi ngờ rằng liệu có phải thoáng cái mình đã trở lại mặt đất không? Trước mắt hắn là một quảng trường rộng lớn bằng phẳng, binh sĩ đồn trú trên đó nhiều đến không thể đếm được, chi chít như là kiến người đứng thẳng như cây giáo, trong tay cầm thương dài, dáng dấp quân đội chỉnh tề, khí thế như cầu vồng, khiến trái tim kẻ khác kinh sợ. Bên rìa mảnh đất bằng phẳng này, Đỗ Địch An nhìn thấy khu vực rừng cây xanh mướt và sông nhỏ, rõ ràng, quảng trường rộng lớn này là đỉnh của tường chiến thần. Nhưng, nơi đây rộng lớn đến mức đủ để hình thành một chiến trường. Bỗng nhiên Đỗ Địch An hiểu ra, tại sao tường chiến thần này có thể bảo hộ thần quốc lâu như vậy. Với độ dày như này, dù là để ma vật vực sâu có sở trường về đục tường đến phá hoại, dự tính cũng phải mất mấy ngày. Hơn nữa, chắc tường chiến thần có cùng một loại chất liệu gỗ với bức tường to lớn, không phải là được tạo thành từ nham thạch bình thường. Trước đây, kẻ tách rời to lớn cũng chỉ có thể để lại vài dấu vết móng vuốt nông trên tường thần Sylvia, có thể hiểu mức độ kiên cố của chất gỗ này. chương 1098, sát ý, sát ý, veo, tử Dược phi long nhanh chóng dừng lại, giấy lên cơn bão, thổi bay mũ và khăn đội đầu của binh sĩ trên đỉnh vách, chiến kỳ cắm bên cạnh cũng bay phấp phới. Rất nhanh, vài bóng người từ xa bay đến, người dẫn đầu là một lão giả khoảng sau 10 tuổi mặc khôi giáp màu ám kim, tóc hoa dâm, không đội mũ giáp, khuôn mặt nhuốm màu máu, trên khôi giáp cũng toàn vết máu, vẫn còn thịt nát kẹp trong khe hở của khôi giáp. Hắn thấy đám người thanh niên đầu đinh trên phi long thì nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười nói cuối cùng cũng chờ được các ngươi đến đây, lúc này có thể an tâm rồi, Bàn chân thanh niên đầu đinh dẫm nhẹ, nhảy từ trên cổ phi long xuống. Theo sát phía sau là nữ tử cao gầy và người trung niên độc nhãn. Đỗ địch an cũng nhảy xuống theo bọn họ. Khi hắn và Helisa rơi xuống, tức khắc những binh lính đang im lặng đứng xung quanh quay đầu lại nhìn, trong chốc lát vô số sát khí nhanh chóng tụ tập trên người đỗ địch an. Chính xác mà nói, là tụ tập đến trên cơ thể Helisa đang đứng bên cạnh đỗ địch an, rất nhiều giáo giải thương chiến lao đến theo sự vung tay của bọn họ. Giờ khắc này, dù là đỗ địch an với bàn tay đẫm máu tươi cũng cảm thấy rùng mình những binh sĩ này không giống những chiến sĩ hắn đã từng gặp qua trước đây thông qua nguồn nhiệt hắn có thể nhìn ra cấp bậc của những người này đều là người thác hoang bên trong tường thần người thác hoang đã được coi là cao thủ dường như lại thành tiêu chuẩn thấp nhất ở đây thế nhưng những người này lại hoàn toàn khác với những người thác hoang hắn từng gặp gỡ cả cơ thể dày đặc sát khí như là ác quỷ leo ra khỏi địa ngục lông tơ trên người đỗ địch an hơi dựng lên có xúc động đấu tranh và phản kháng theo bản năng. Ồ, lão nhân tuổi 60 lúc nãy mở miệng khẽ cao mày, nhẹ nhàng phát ra giọng mũi, lập tức những binh sĩ xung quanh nhận được tin tức, thu thương đứng thẳng lại, như thể cảnh tượng lúc trước không hề tồn tại. Còn sát khí vẫn bao phủ xung quanh đỗ địch an, chỉ cần Helisa có chút khác thường là lập tức sẽ ra tay. Vị này là, lão nhân 60 tuổi nhìn đỗ địch an, có phần thắc mắc, cách ăn mặc của đỗ địch an không giống như biên phòng xứ, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ gặp qua có điều hắn nhìn ra được, dường như con thi vương đó thuộc về người thanh niên này. Đừng hiểu lầm, hắn là người bọn ta lâm thời gọi tới trên đường tới đây, ta nghe nói tình huống ở đây nguy cấp, thấy hắn cũng đạt tiêu chuẩn cấp vực sâu, nghĩ rằng đến đây cũng có thể giúp đỡ một chút. Thanh niên đầu đinh thay đổi thái độ kiêu căng lúc trước, rất khách khí nói với lão giả. Lão nhân giật mình, thảo nào hắn cảm thấy Đỗ Địch An có chút kỳ lạ, như là không đạt đến cấp bậc của biên phòng xứ. Thi vương này, lão nhân hỏi, là hắn tự mang đến, chuẩn bị mang về thần quốc dân cho quân vương. Thanh niên đầu đinh không muốn tốn nhiều nước bọt để nói về chuyện của Đỗ Địch An, chỉ nói qua một chút rồi hỏi tình hình ở đây thế nào. Lão nhân 60 tuổi nghe thế thì vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đêm qua có một nhóm ma thú kỳ lạ ẩn nấp trên tường chiến thần, che đấu được lính gác, suýt nữa đột phá phòng thủ của chúng ta, cũng may chúng ta đúng lúc phát hiện, không có dẫn đến tai họa to lớn, có điều, có điều gì, lão nhân thở dài nói, có điều từ trước đến nay chưa từng gặp qua những ma thú quái dị đó, mặc dù số lượng không nhiều lắm, lại khiến cho chiến sĩ của chúng ta bị thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, đêm qua lúc trời dạng sáng lính gác ở tiền tuyến lại gửi cảnh báo đến, báo là thấy tung tích của dị tộc Hỏa Long, còn có không ít bầy thú hướng đến nơi này, nhận định là ma thú khu dịch, số lượng trước mắt quan sát được là quy mô cấp 2. Nếu chúng nó tập trung công kích khu số 7, ta lo không bảo vệ được nơi này của chúng ta, cho nên đã gửi tin về đế quốc ngay trong đêm, đề nghị các vị đại nhân chi viện. Trong lòng Đỗ Địch An vẫn đang im lặng lắng nghe khẽ độc, tối hôm qua suốt đêm đưa tin. Fesia nói từ đây đến đế quốc nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng, đây chẳng phải nói là bọn họ truyền tin tức đến tay đế quốc, vỏn vẹn chỉ cần thời gian một đêm sao? Thậm chí còn nhanh hơn, dù sao đế quốc nhận được tin tức rồi ngay lập tức cử người, vậy ba vị biên phòng xứ cũng cần thời gian chạy đến đây. Nhớ lại tốc độ ban nãy khi cưới tử dực phi long, trong lòng Đỗ Địch An nhầm tính, cảm thấy cả chặng đường không có gì trở ngại, có lẽ quả thật có thể bù trừ cho thời gian một tháng bọn họ di chuyển trên mặt đất, đại khái đây chính là hiệu suất của không quân. Bầy thú quy mô cấp 2, sắc mặt ba người thanh niên đầu nhỏ thay đổi nhẹ, trong mắt xuất hiện nét ngưng trọng. Lão nhân khẽ gật đầu, tin tức nhận được tạm thời vẫn không phải vô cùng chuẩn xác, có điều độ chính xác thường đạt đến khoảng 80%. Trước mắt ta đã cử người tuần tra phòng bị bên ngoài những cứ điểm quan trọng trên chiến trường, một khi có động tính, sẽ ngay lập tức báo về. Có ba người các người đến tiếp viện, trong lòng ta cũng nhẹ nhàng hơn, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ chúng ta có thể phòng thủ được. chương 1099, Sát Ý 2 Sát Ý 2, chuyện biên phòng là chuyện lớn, không được phép xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, nếu không thì là chúng ta không làm tròn bổn phận. Thanh niên đầu đinh thể hiện thái độ, tiếp đó nhìn sang những chiến sĩ khí thế bừng bừng ở xung quanh, cao mày nói, Người nói số lượng ma thú quái dị kia không nhiều lắm, sao có thể khiến chiến sĩ của chúng ta thương vong nặng nề? Lẽ nào là một đàn ma vật cấp cao? Lão nhân lắc đầu cười khổ, nếu chỉ đơn thuần so chiến lực thì còn không bằng chiến sĩ của chúng ta, nhưng mấy thứ này có năng lực ẩn núp vô cùng mạnh, lính gác ở tiền tuyến của chúng ta không hề phát hiện ra. Hơn nữa, toàn thân mấy thứ này đều là độc, khi sắp chết sẽ tự bạo rồi nhiễm độc cho cả một vùng, nếu có 10 con tập trung lại rồi tự bạo ở một nơi, thì độc khí được thả ra ở đó gần như là ở vùng đầm lầy, không thể bước vào, không ít chiến sĩ không kịp đề phòng, bị khí độc nhập thể, trước mắt đang nhận sự điều trị của đội trị liệu, tình huống lại không quá khả quan, đã có không ít chiến sĩ bị trúng độc đã chết do cấp cứu không có hiệu quả. Lợi hại như thế, sức mặt của thanh niên đầu đinh thay đổi, bị thương trúng độc với chiến sĩ là chuyện thường, nhưng không điều trị được mà chết, thì là thiệt hại lớn, những chiến sĩ này đều do đế quốc khổ cực bồi dưỡng, là bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đế quốc, mỗi một người đều được bồi đắp nên bởi vô số tài nguyên và tiền bạc. Đỗ Địch An đứng một bên cũng âm thầm kinh sợ, ma vật với lực lượng còn không bằng người thác hoang, lại có thể gây ra thiệt hại như vậy cho biên phòng, quả nhiên thực lực không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phát xét kẻ địch, rất nhiều sức mạnh mềm của đê dai ma vật còn khủng bố hơn cả vực sâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, lão nhân xoay người, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An ở phía sau, nói, thực lực của tiểu tử này dường như cũng không kém, các ngươi định sắp xếp như thế nào? Việc này ngươi cứ sắp xếp như các chiến sĩ tạm thời nhập ngũ ở thời điểm khác rồi là được." Thanh niên đầu đinh không nghĩ ngợi đã nói, hắn biết nguyên nhân tại sao lão nhân chú ý đến Đỗ Địch An, tuyệt đối không phải vì Đỗ Địch An là vực sâu, mà là lo ngại Đỗ Địch An là người do bọn họ mang đến, có thể có nhiều quan hệ với bọn họ, lại hoặc là đứa nhỏ của nhân vật nào đó bên đế quốc, nhân cơ hội này đưa đến biên cảnh để tích lũy chiến tích. "Ta hiểu rồi." Lão nhân gật đầu, nếu thanh niên đầu đinh nói vậy, đã chứng tỏ rằng lời nói lúc trước của hắn không phải là nói dối. Người thanh niên này đúng là chướng xui xẻo bị hắn bắt gặp rồi tạm thời thu phục trên đường. Lây xa, người thanh niên này, người đi sắp xếp một chút đi. Lão nhân nói với cô gái dáng người cao gầy mặc quân trang màu xám bạc đứng phía sau mình. Cô gái này đeo gọng kính màu đỏ, trên đầu đội mũ quân đội, khí chất gợi cảm mị hoặc, nhưng lại có vài phần lạnh lùng và kiêu ngạo, bất luận người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ động lòng vẻ mặt nàng lạnh nhạt, lên tiếng trả lời, vâng. Lão nhân dẫn ba người thanh niên đầu đinh đi về phía trước, rời khỏi chỗ này, những người còn lại cũng đi theo, tập trung quanh người bọn họ như chúng tinh phùng nguyệt. Chỉ để lại Đỗ Địch An và vị nữ sĩ quan tên Lê Sa ở đó, cùng với binh sĩ đóng quân tại chỗ. Ngươi, tên là gì? Lê Sa quay đầu nhìn Đỗ Địch An, tâm tư Đỗ Địch An chuyển động, nói Đỗ Địch. Đỗ Địch, Lê Sa khẽ nhìn hắn đánh giá, gật đầu nói đi theo ta. Lập tức, Đỗ Địch An dẫn theo Helisa đi theo nàng. Mặt trên của tường chiến thần có bề ngang vô cùng lớn, gần sườn bên trong là khu sinh hoạt của những binh sĩ đóng quân, sườn bên ngoài là phòng tuyến, một phần kẻ địch đột phá tầng tầng tiến công đi đến trên tường, thường sẽ bị giải quyết ở bên ngoài phòng tuyến. Đó cũng là chiến trường tạm thời trên tường, trên mặt đất vẫn luôn có mùi máu. Đỗ Địch An đi theo Laysa xuyên qua từng trại lính, đi thật lâu, đến trước một cái lán đóng quân khác. Vùng lân cận nơi này cũng có binh sĩ đóng giữ. Nhưng chiến sĩ nhàn hạ khác lại không thấy nhiều, với lại còn khác với các chiến sĩ hoạt động bên ngoài quân doanh mà ban nãy đỗ địch An đi qua. Mặc dù những chiến sĩ đó có người đang đi loanh quanh, có người đang ngồi nói chuyện với nhau, đến nỗi có người còn đánh bạc, nhưng tất cả đều mặc quân phục và áo giáp, gọn gàng chờ xuất phát, dường như chuẩn bị để tham chiến bất cứ lúc nào. Mà chiến sĩ ở đây vừa nhìn, đã có loại cảm giác huệ oải gần như không mặc quân phục và áo giáp hoàn chỉnh, có người chỉ mặc quần quân phục, trên người là áo sơ mi trắng hết sức thoải mái thảnh thơi, có người tóc tai lộn xộn như vừa mới tỉnh ngủ, còn đang ngáp. Thấy Lê đến, sắc mặt tất cả những người này thay đổi, người đang cười đùa nói giỡn cũng nhanh chóng mất tiếng. Rất nhanh, sự chú ý của mọi người chuyển đến trên người Đỗ Địch An và Helisa bên người Đỗ Địch An đang đi theo Lê Sau khi nhìn thấy Helisa, đôi mắt một số người hơi nhấp nháy, dường như nhận ra gì đó, cũng có người dùng ánh mắt vui sướng như người gặp họa nhìn Đỗ Địch An và Helisa, còn có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ